Kinh Blue, chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nhàng. Ok, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên thôi. Đây là Xeang dành cho game thủ chim sẻ thể loại solo cung R Xeang thuần tiễn anh em nhá. Kèo 22 thì sẽ là kèo chim sẻ đi nắng Xuân Thứ đối đầu với Sơ Luyến và Lôi Lão Hổ. Trước đó thì sẽ có một kèo tết tay giữa chim sẻ nắng và game thủ Mã Gia anh em ạ. Game thủ này thì nghe nói là đây cũng rất là khỏe. Em bảo solo thắng 98 mấy lần liền. Nhưng mà lần đối đầu gần đây nhất gặp chim sẻ nắng thì hôm nay em để thua chim sẻ nắng với tỷ số là 0-5. Dạ. Ông này anh. Không nọ đánh thế. Hôm nay ông nọ vô địch hầu với là ông này nhỉ? Như là ông này mà. Em nhớ không nhầm lần trước đánh thắng 5-0. Chưa đấy. Thế không phải anh em, như là chưa anh em ạ. Lần trước như là gặp vô địch hầu thôi. Như là không phải là Mã Gia nhá. Thế chia sẻ này anh nhớ là chưa đánh với ông này bao giờ. À thế bảo lần trước là gặp hầu đúng không? Lần trước gặp hầu thì thắng tỷ số 5-0 đúng rồi. Em nhớ lại rồi, hôm đấy em bình luận. Rồi hôm đấy em bình luận nhá. Ok, đây là bài đấu cầm Xeang. Có một chút nhầm lẫn thông tin đến từ bình luận viên. Lần trước là chim sẻ nắng gặp vô địch hầu, đây cũng là một game thủ khá tiến bộ bên cộng đồng AI Trung Quốc. Mới xuất hiện gần đây thôi mà thời điểm đầu xuất hiện thì toàn này thua cả anh Huy mới lại Văn Hưởng các thứ. Nhưng mà bây giờ thì anh Huy gặp vô địch hầu là cũng gãy đấy. Và ngày hôm nay thì chim sẻ nắng cũng sẽ gặp Mã Gia, đây là một game thủ cũng rất là khỏe. Bên phía Trung Quốc, ông này ngày xưa là tiểu mãnh mã anh em nhá. Không phải mới đâu anh ơi, ông này là từ lâu rồi. Đúng rồi, sẻ thì chưa thắng ông này nhá. Người ta đi hiệu đầu tiên của chim sẻ nắng là tiếng Anh đưa về. Bài này thì chúng ta đóng BG ăn quả trước và không phải là một bài thịt kho tàu. Nhưng mà trong trận đấu này thì mình thấy là xung quanh nhà đang có khá nhiều rừng và đây là một thế nhà cũng tương đối khung dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và bài này thì hoàn toàn có thể đánh tại nhà được. Đây là vị trí mà chim sẻ nắng muốn thiết kế cho mình chiếc BS đầu tiên tại một cái bãi vàng luôn. Đây là một chiếc BS mà có thể ăn vàng để nâng cấp công nghệ đầu máu sớm, thiết kế BC và nâng cấp đầu máu sớm được đến từ game thủ chim sẻ nắng. Tức là khi kích đời sau chúng ta sẽ cho một dã ăn vàng. Cơ cấu đồng bài khỏe, nâng cấp chặt gỗ 2, rồi đóng PC và nâng cấp luôn đầu máu. Một thế nhà cũng đang khá là khung nhưng hiện tại đồ ăn là một vấn đề chúng ta cần phải giải quyết ở trong trận đấu này. Chim sẻ nắng chỉ có một bãi quả đầu tiên, một bầy hươu đầu tiên thôi. Vẫn đang thiếu hai đồ nữa để có thể ép đời ở trong trận đấu này. Có thể là một đôi voi và một bãi quả phụ nữa anh em ạ. Quả đầu tiên thì 7 cây và hươu đầu tiên thì cũng là 7 con dành cho game thủ chim sẻ nắng. Ba con này đá về cái cánh rừng bên trên để thiết kế thêm một chiếc BS nữa, đó là chiếc BS thứ hai. Mọi người chờ một chút nha. Em vào kiểm tra xem anh em khán giả đang báo là mic bị rè đúng không? Không, cái này không phải mic rè đâu mọi người ơi. Này không phải là mic rè đâu nhá. Cái này là giọng em nó bị rè như vậy thôi. Giọng em bị rè như vậy thôi. Ok, chúng ta cùng quay lại với trận đấu này một chút nào, để xem là cái đồ ăn như thế nào. Không có đồ sao nhỉ? Tập lô rồi anh em ạ. Bài Xeang xấu thế. Rồi đó tầm 15% rồi. Gần đến 20% rồi nhưng mà chưa thấy có thêm gì ngoài quả. Ở đây có quả phụ rồi. Nhưng bãi quả phụ này ăn được có 3 cây thôi, còn 2 cây nằm ở con vực không ăn được. Mic ok mà anh ơi, mic ok mà. Kênh YouTube em có lên rồi mà, trên YouTube đang có đâu đó là gần 300 anh em khán giả theo dõi này. Đó, giọng em nó rè đấy. Chắc là em nói mic nó sát quá thôi, để em để xa mic ra một chút thì nó sẽ ok ngay. Và tranh thủ giới thiệu với anh em King Blue, đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng AOE Việt Nam. King Blue chất lượng luôn là số 1. King Blue là thương hiệu Việt Nam, chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách có nhu cầu làm đại lý phân phối các sản phẩm của King Blue thì liên hệ ngay tới hotline 0707616626 để được tư vấn nhé. Hiện tại thì công ty đang có chương trình khuyến mãi tặng quà hấp dẫn, anh em có thể tham khảo tại website kingblue.vn. Đường link website em có để ở phần ghim comment nhé. Ok, chúng ta còn quay lại với trận đấu này. Đến đời sau mà thiết kế nhà điều kiện đến từ chim sẻ đi nắng và đánh 25 dân cộng 1 BM và BA được thiết kế rồi. Oh,
Em để xa mic ra một chút thì chắc nó sẽ hết cái rè thôi anh ạ. Nãy cho em để sát mic quá. Nó đang tính toán để có cho mình công nghệ chặt gỗ này. 10-40 nâng cấp chặt gỗ, tức là bài này thì lực không khỏe nhá. Lực khá bình thường đến từ game thủ chim sẻ nắng, bắt buộc là phải ra ruộng ngay. Ở trong trận đấu này, có bãi quả đây cũng vẫn là ok, nhưng mà quả này hơi xa. Chủ động bo hẳn ở giữa bản đồ vào hay sao đây. Bài này cũng hai quả phụ đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Bài lực cũng được đấy anh em ạ, không phải là yếu đâu. Chặt gỗ thì nâng hơi muộn một chút thôi anh em nhá. Lượng thực nó dồn lên kiểu hơi chậm một chút do cái bãi quả phụ kia nó hơi xa. Đây là lần đầu tiên game thủ chim sẻ nắng đối đầu với game thủ mã ra anh em nhá. Có thể ở trong những kèo 2-2 thì đã gặp rồi, nhưng mà trong một kèo solo thì đây là lần đầu tiên. Rồi ra thêm đâu đó là 3 cái ruộng ở phía trong nữa nhá. Đấy, quay ruộng lên đời xong, nâng cấp bánh xe và vẫn là sóc dân rồi. Và tiến hành tăng A. Nhiều thế xây nhà BA này, tức là chúng ta đang xây nhà BA thụt vào phía trong rồi. Bài đứng thủ đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Để xem là bài này chim sẻ anh sẽ cơ cấu với 4A, nâng cấp chặt gỗ ai sớm hay là bài 5A đây. Hiện tại chúng ta chưa có thông tin là mã ra có đi dâng A hay không. Nhưng mà điểm số của mã ra đang tương đối cao, 13%. Thì đây là bài không đi dâng A nhá. Đánh tại nhà, một game thủ mã ra này là một game thủ có khả năng tay to sóc dân khá là khỏe đấy. Khả năng tay to sóc dân tương đối khỏe. Rồi, 4A đến từ game thủ chim sẻ nắng. Có bánh xe sóc cho mình tơn cung R đầu tiên. Và tiếp tục ra dân và ra ruộng thôi. Lượng thực thì đang tương đối là dồi dào. Nhưng lượng gỗ thì đang cảm giác là hơi vón một chút nhá. Chỉ đủ để sóc quân và đóng e bo nhẹ thôi. Check lại mặt 6 giờ này nữa mà cũng tiến hành cơ cấu thêm một hàng e nữa. Dự đoán là 5-2 dành cho chim sẻ đi nắng và 5-0 à. Rất nhiều em khán giả đang dự đoán cái kèo đấu này. 5-2 và 5-0. Rồi, tuần đầu tiên đã có và chim sẻ nắng anh chủ động đang cắt một con cung L của mình đi để dò vị trí nhà của mã ra, và mã ra đứng quân ở nhà. Có thể là hai game thủ đánh cái bài khá giống nhau ở trong trận đấu này. Phía bên kia chắc là mã ra cũng sẽ cắt một con cung L của mình đi dò lên hướng góc 12 giờ xuống đấy. Có thể sẽ là như vậy, mà chim sẻ nắng anh đang đi vòng xung quanh nhà đối phương để dò cái thế nhà của mã ra xem là như thế nào. Đối phương cũng đã chủ động đứng một tân cung L sang mặt này rồi, tức là có thông tin mà chim sẻ nắng di chuyển cái tân con cung L của mình sang 4 nhà BA, và tầm xa hiện tại cũng đang là 7+1. Chưa cắt dân đào vàng đến từ game thủ chim sẻ. Thiết kế thêm một E ở đây nữa để tránh tình trạng mà đối phương lọt vào. Đấy, một tân cung L 12 giờ xuống đấy. Một tân cung L có 3-4 con, như vậy là mã ra là người chủ động đi một tân đầu tiên 4 con nhá. Bắn thẳng bãi gỗ chim sẻ nắng luôn, là một dân nằm xuống. Rồi, dí mặt nhà BA của mã ra xem nào. Mã ra đang tiến hành tăng A rồi. Chim sẻ nắng vừa lên xong công nghệ chặt gỗ 2. Mã ra thì chắc là cũng đã chặt gỗ 2 rồi, và anh ta đang tăng cho mình trước nhà BA thứ 5. Lần này thì để xem ai là người điều tốt hơn. Mã ra đang là người có thế dàn quân có đẹp hơn, và anh ta là người đang kéo tân quân ở phía ngoài về. Mặt góc 12 giờ này vẫn đang bị đối phương đứng bắn hàng E này. Vẫn đang khá bình tĩnh đến từ game thủ chim sẻ nắng. Mặc dù chặt gỗ 2 đã có nhưng chưa tăng A. Vẫn đang phải ra ruộng, đang tăng một phát là phải tăng thêm hai nhà BA luôn. Đấy, sau tuần này ra ruộng này thì khả năng cao sẽ là A5, A6 luôn nhá, dành cho game thủ chim sẻ. Không, đánh giá là mã ra có phải là cứng hơn so với vô địch hầu anh em ạ. Cứng hơn vô địch hầu đấy. Phía bên kia mã ra là người tăng A được sớm hơn so với chim sẻ đi nắng anh em ạ. Đấy, tăng A sau đối phương đâu đó tầm 2 phút trong game. Và có dấu hiệu đẩy quân đến từ mã ra nhá. Cũng là một bài đấu mà 4A nâng cấp chặt gỗ 2 tập trung phát triển. Sau đó thì dí đến từ đại diện bên phía Trung Quốc. Đấy, để xem là pha này đỡ nhà kiểu gì nào. Rõ ràng là cái việc đỡ nhà và có quân ở gần nhà BA thì sẽ dễ đấu quân hơn so với cái bài đối phương mà dồn quân từ nhà lên anh em ạ. Vì quân tiếp viện của chúng ta sẽ có sớm hơn. Bên kia đối phương liên tục những tình huống đục hàng E và bắn BBBM các kiểu con đà điểu. Đang đào vàng rồi, 80 vàng và sắp đủ lượng vàng để nâng cấp cho mình công nghệ đầu máu. Rồi, mã ra đang mất tay ở vị trí phía dưới và anh ta không để ý đạo quân ở phía trên ngay. Một con cung L nằm xuống. Em Kiên nhá, xin chào anh Lâm Chảnh nhá, xin chào anh Quý Trọng Vũ nhá, hello anh. Rồi, đưa con ra phía ngoài để bắt con cung L này của đối phương rồi. Không có điều L nhưng mã ra đang có lẽ đang tập trung ra ruộng. Đối phương bắt đầu dí vào mặt nhà BA của game thủ chim sẻ đi nắng.
Hiện tại chia sẻ là anh vẫn đang là 5 chiếc nhà BA thôi, chưa có chiếc nhà BA thứ 6. Đã đủ lượng vàng để nâng cấp cho mình công nghệ đầu máu rồi, và anh đã sẽ giảm dân vàng đi, nâng cấp đầu máu, mang dân vàng về để làm gỗ. Rồi tăng chiếc nhà BA thứ 6 lên. Đó, bò bế mặt góc 3 giờ lại. Vẫn đang rất bình tĩnh, đang có tình huống mà muốn móc lên nhà đối phương, nhưng họ đang đứng quân để kê sẵn rồi. Ở phía bên kia họ cũng đã có BC nâng cấp đầu máu, thậm chí đóng nhà chính để sóc dân. Như đã nói từ đầu thì đây là một game thủ cũng có khả năng đánh tay to phát triển rất là khỏe. Phong cách đánh là tay to phát triển nhá. Xin chào anh Huy Hà nhá. Trận này thì cảm giác là lượng dân của chim sẻ nó đang đuối hơn so với mã ra một chút anh em ạ. Thì mã ra trận này thì chắc là lên đời cũng nhỉnh hơn một chút so với game thủ chim sẻ tí nắng, và anh ta có chặt gỗ ai sớm hơn, có BC đóng nhà chính sóc dân sớm hơn, nâng đổ máu sớm hơn. Họ đang có một chút lợi thế trước game thủ chim sẻ đi nắng. Đấy, xem cái kèo và hai game thủ tay to đánh với nhau nó mãn nhãn anh em ạ. Đấy, gặp mấy cái ông ấy kiểu chiến tướng các thứ ấy, toàn đi dâng A xong là cùng dâng được thì thua luôn. Trận nó diễn ra hơi nhanh nên là xem nó không hấp dẫn lắm. Ví dụ trận đấu này hai game thủ đều có cái thiên hướng đánh tay to phát triển. 57 dân dành cho mã ra, khá nhiều dân. Nhưng chim sẻ nắng vừa diện một tân dân rất to. À, em chủ yếu đọc comment bên Facebook này thôi nha anh Lâm Chảnh ơi. Nói chung là bên nhiều quá đấy, không đọc hết được. Rồi, lần này thì chim sẻ nắng đang có thiên hướng đi công lên anh em ạ. Điều lờ đối phương, cái mặt yếu của mã ra thì sẽ là cái mặt từ hướng 9 giờ xuống. Cái mặt nhà BA đối phương thì có dốc hơi cao một chút, nhưng mặt đấy hơi khó công. Chúng ta sẽ tập trung công một cái mặt từ hướng 10 giờ 9 giờ xuống này. Đang đóng được thêm vài cái nhà chính và đang sóc dân, nhưng tuần này thì mã ra là người đang có dốc. Chim sẻ nắng đã có chiếc nhà BA thứ 6 rồi. Ở nhà của mình đang đối phương công lên một tơn nhá. Vậy là mã ra cũng đang có tơn đi công lên, nhưng chim sẻ nắng đã có quân đứng kê tại nhà rồi. Đã thoải mái luôn. Rồi, điều đi. Đây là pha hạt điều đến từ chim sẻ nắng. Mã ra đang dồn khá nhiều quân lên, nhưng chim sẻ nắng đang kéo quân về. Đây sẽ tình huống tổ chức quầy bắt. Mã ra đang có thêm quân tiếp viện đẩy lên. Nó lại bắt được xong tân cung to của mã ra thì chúng ta có thể cơ cấu đẩy ngược được, nhưng mã ra cũng đẩy quân ở ngay phía sau rồi anh em ạ. Rất căng cò. Mã ra chim sẻ nắng đang có số là 87/132. Đấy, 7 nhà BA sốc đều, 8 nhà BA sốc đều rồi. Vẫn đang hạt điều thôi. Chào anh Hoàng Quốc Việt nhá. Nếu mà anh em xem bị mờ thì có thể chỉnh lên cái chế độ 1080 giúp em nhá. Thì hiện tại bọn em livestream đang có chế độ 1080 mà anh ơi. Em có thể chỉnh nét lên được mà. Nếu mà chỉnh không được thì không nét lên được thì do mạng thôi anh ơi. Nếu mà chỉnh không quay là do mạng thôi. Rồi tiếp tục điều nè. Giác lượng quân đối phương đang khá đông. Đang phải vội vàng tăng thêm đâu đó vài chiếc nhà BA nữa để về đỡ nhà. Rõ ràng đang sóc quân, dí quân rất đều anh em ạ, thầm là chúng ta đang bị đè rồi. Rõ ràng cái việc mà anh ta có chặt gỗ ai sớm hơn, đóng được BC sớm hơn thì nó sẽ có lợi thế hơn. Đối phương quyết định là lao thẳng vào luôn, chim sẻ nắng gõ một. Tỷ số là 0-1 trong kèo đấu chạm năm này. Càng. Đấy, mã ra là một game thủ có khả năng đánh tay to cũng rất là ghê đấy anh em ạ. Đấy, họ cũng không nhiều dân lắm, không nhiều ruộng lắm nhá. Bài tăng A và sóc quân rất là trâu. Tỷ số là 0-1, chúng ta bước sang với trận đấu thứ hai thôi. Rồi, ok, đây là trận đi đấu thứ hai trong kèo đấu giữa chim sẻ nắng và mã ra anh em nhá. Càng ghê, chúng ta đã để thua ở trong trận đấu đầu tiên rồi. Xin chào anh Đào Văn Hiến nhá. Rồi đây là những bước đi dò đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ nhá. Trận này chúng ta đã dò được Hiếu sớm rồi, cho nên là sẽ là một bài thịt kho tàu trước nhá. Hiếu đưa về vẫn cho hai dân ăn quả để hạn chế cái việc đó là bị kiểu lỗi dân thôi, chậm dân. Đấy sẽ là vị trí đóng BS đầu tiên. Rồi tập trung đưa hết những cái bầy hiêu, những con hiêu trong bầy hiêu đầu này về với nhà chính. Đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Đấy, hiêu đầu tiên này cũng 7 con, đây là bầy hiêu to. Không, kèo này thối gì anh? Đây không phải kèo thối đâu anh, kèo này thì rõ ràng chim sẻ nắng vẫn sẽ đánh giá là cửa trên so với mã ra anh em nhá.
Trận vừa rồi, trận đầu tiên thì nói chung là quân bài bài nó lởm rồi. Giống như là bài nó lởm, hơi lởm. Còn chết dân nữa thì phải. Đây là bầy hươu đầu tiên đã về với nhà chính rồi, thịt kho tàu đến từ chim sẻ nắng. Từ cái việc mà đối phương là người có được công nghệ trận gỗ 2 sớm hơn, họ tăng được A sớm hơn, thấy là bên kia họ kiểu là bài nó khỏe hơn rồi. Bài của mình thì yếu hơn một chút. Đầu tiên trận gỗ 1 thì mãi mới nâng được. Thực nó dồn lên hơi chậm. Tập trung đưa hết hiêu về và thiết kế cái BG ăn bãi quả đầu này. Sau đó tiến hành đi dò thêm. Rồi đây là voi được tiến hành đưa về với nhà chính này, đến từ game thủ chim sẻ nắng và chiếc BS thứ hai sẽ ở cùng thiết kế thôi. S2 đóng bên ngoài bên trong đây, trông hợp lý đây. Ra đóng mặt nào thì nó cũng như nhau cả anh em ạ. Lúc đầu thì ăn nó đẹp nhưng thời điểm về sau thì ăn nó hơi bị xấu một chút là do là có dốc nhá. Nhưng mà ở trong thì có vẻ là đẹp hơn một chút. Nên quyết định là đóng S bên trong đến từ game thủ chim sẻ. Thêm một bầy hươu phụ nữa ở phía ngoài rồi. Map này thì chưa đấy có quả phụ anh em ạ. Nhưng mà chắc là đồ này thì cũng đã đủ để ép đời rồi. Nó hơi yếu thôi. Nhưng mà có thêm đuôi voi nữa hoặc bãi quả phụ nữa thì nó sẽ ok hơn. Đây rồi, như vậy là vừa nói xong thì quả phụ đã có dành cho chim sẻ nắng đủ đồ nhá. Đấy, thêm cả voi nữa ở phía ngoài luôn. Đồ ăn lúc đầu thì cũng ok, dò ra phía ngoài đồ cũng được. Bài này thịt kho tàu rồi, S2 có sớm và lượng gỗ đang rất là dồi dào đến từ game thủ chim sẻ nắng. Đang ép đời với 25 nông dân. Hay là 26 đây. Rồi, như vậy là 26 và nhả ra 7-43. 7-44 ở trong trận đấu này. Ép đời đang rất khét đến từ game thủ chim sẻ nắng. Ép đời đang cực kỳ khét. Đấy, tham lại một tuần. Ây à. Và đội bạn là người đánh 23 dân ở trong trận đấu này nhá. Em mới chỉ nhìn thấy 23 dân thôi, chứ chỉ nhìn thấy phần trăm giò của mã già ở phía bên kia. Không biết ở đây có phải là một bài đi dâng và ép sớm đến từ mã già hay không. Mà đánh 23 dân này tức là sẽ lên đời sớm hơn chim sẻ nắng là 1 phút đấy anh em ạ. Nếu mà ép đời chuẩn đấy. Mình là 26 dân, 23 dân mà. Thì là 3 dân là 60 giây rồi. Thì là mình kích 7-45 đi. Thì đối phương kích 6-45 à. Đấy, bài rất là sớm đến từ mã già phía bên kia nhá. Và kích đầu 9. Chắc là 23 dân cộng 1. Và không biết là phần trăm giò là bao nhiêu và có đi dâng A hay không. King Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của King Blue đều được gia công sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, King Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ ổn định cao và an toàn với người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi còn bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. King Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng nhất cho quý khách. Và đây là 27/32 này. Rồi con bài xem là kích đời 26 nông dân cộng 1 ở trong trận đấu này. Và mã ra thì là người đánh 23 dân nhá. Đấy, bắt đầu tiến hành xóa ruộng ở phía trong thôi. Xin chào anh Trần Việt Cường nhá. Đấy, đang ken xem là đối phương có đi dâng ở đây rồi. Như vậy là bài đi dâng A đến từ game thủ mã ra ở phía bên kia nhá. Dâng phát là thẳng thẳng mặt luôn. Mình chỉ biết nhà đối phương ở vị trí góc mấy giờ nhưng mà chắc chắn đây là bài đi dâng đến từ mã ra rồi. Đã ken baby và thấy đối phương ở phía ngoài rồi. À, chim sẻ ai à. Và thấy dân đối phương lên đây. Đã có hai dân vào. Xem đối phương xây A ở đâu mà chúng ta cần phải chốt E để khóa dân đối phương lại. Bài này thì phải có chốt E rồi em ạ, tăng E và chốt E lại thôi. Đối phương đã có bánh xe và đập dân. Như vậy là tức là họ đã xây được A bên ngoài rồi, xây xong 4 chiếc nhà BE ở phía ngoài rồi. Nhưng chim sẻ nắng đã chủ động bo một cái hàng E vào mặt ruộng nhá.
Màn này coi như là kín, đối phương muốn vào thì bắt buộc phải đi qua khe rừng này và bắn bãi gỗ ở ngoài của chim sẻ đáng trước. Càng đấy, bên kia họ lên sớm đấy, bánh xe có rất sớm luôn nè em ạ. Ghê thế nhở. Một bài một kích đâu đó là đâu 9 tầm 9-20, 9-15 gì đó đến từ mã già phía bên kia và cung R đã có rồi anh em ạ. Siêu sớm luôn, mạng này chim sẻ đang cũng đã bò, bánh xe đang trong quá trình nâng cấp. Càng ghê. Bên kia lên sớm thật. Rồi, may mình bò được, có thời gian để tụm cung R anh em ạ. Đứng bên trong. Bài này thì đi dâng kiểu này, đây sẽ là bài đi ăn hoa của đối phương đã có cho mình tuần cung R thứ hai. Bắt buộc phải lấy thân mình lấp lỗ trầu mại. Vác dần ra để vẩy e. Tuần cung R đầu đã có đến từ game thủ chim sẻ nắng và chủ động cắt đi bắn luôn. Thì có thể đối phương đi dâng cái này thì quân thủ nhà sẽ không có. Đã sẽ khai thác đơn vị nông dân ăn hoang của mã già. Bài này nó bị công rát quá thì mình cũng sẽ ốp. Còn 28 dân này. Sóc được cả dân luôn nhá. Có thể đi dâng nhưng lại vẽ ruộng ở nhà đến từ game thủ mã già ở phía bên kia. Càng ghê. Giờ này đang bị thiêu khá nhiều dân ở vị trí này để vẩy e giữ không cho đối phương vào ruộng sớm. Lực cái chim sẻ nắng vẫn đang rất là khỏe, vẫn đang đủ để sóc đều với 4 chiếc nhà BA, thậm chí đã nâng cấp chặt gỗ 2. Đó, kéo dân về để ăn gỗ thôi. Nhà đối phương ở 3 giờ rồi. Đây rồi, đã gặp nhà của mã già rồi. Và thấy dân đối phương đang khai thác quả, khai thác gỗ bắn luôn. Tầm này sẽ bắn và khiến đối phương mất tay. Ở nhà chúng ta vẫn cứ vẩy e để thủ thôi. Đấy, muốn thủ thì bắt buộc mã già phải chạy dân hoặc anh ta sẽ kéo quân về. Ở mã già anh ta có một tên vòng thẳng lên úp mặt nhà BA của chim sẻ đi nắng. Càng rồi, vẩy e vào, bắt tên cung bên ngoài này trước. Một pha vẩy e vẫn là khét lẹt, mang thương hiệu chim sẻ đi nắng. Nhưng rõ ràng cái việc mà chúng ta mang quân lên mặt trên này thì mặt dưới này sẽ bị công vào rát hơn. Vẫn còn 4 cung R đi bắn đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Mình xem đối phương có ruộng ở bên trong hay không. Đây là bài 23 dân cộng 1 mà sóc lên tầm 28 dân rồi. Năng cao tầm này cũng 31-32 dân gì đó đến từ mã già rồi. Hạt điều nào, có vác dân ra quẩy luôn hay không đây. Có thêm 4 cung R nữa đến từ game thủ chim sẻ nắng. Họ tiếp tục công vào bãi gỗ của mã già. Đúng thời này thế giàn quân của mã già đang đẹp hơn so với chim sẻ nắng. Anh ta có tân quân ở ngay phía sau, bắt buộc phải vác dân ra đến từ game thủ chim sẻ. Phải vác dân đập thôi anh em ạ. Tầm này dân quân phải đồng lòng khởi nghĩa thôi. Họ dí vào rát quá, lượng quân cũng đang rất là đông nhá. Cung R chúng ta đang bị tắc. Tầm này là 38-40. Rồi, tờ này thì chim sẻ nắng đang có sốc này. Cố gắng điều nào, sau đó vác dân ra này. Quả này vác dân ra chắc là vẫn đỡ được thôi. Đối phương vừa bay được bãi gỗ rồi. Bay quanh ruộng, bay bãi gỗ rồi. Ăn hoang thêm bầy hiêu nữa ở phía ngoài. Và tạm thời thì mã ra là người đang phải rút lui ở trong tình huống này. Nhưng mà chim sẻ nắng có một tình huống đứng dốc cao. Và có dân đứng hỗ trợ. Thì mã ra anh đã không dám lẹo dốc trong tuần đấu vừa rồi. Bây giờ dân gỗ chúng ta vẫn còn. Ăn hoang thêm bầy hiêu nữa và vẫn đủ lực để sóc tới 4 chiếc nhà BA đều. Bên kia bài đẹp anh em ạ, lên sớm ép ít dân. Bánh 23 dân cộng 1 luôn. Ghê thật. Đối phương có 2 tên rồi, chim sẻ nắng mới có tên R đầu tiên. Rồi đến tầm này vẫn giữ một tham lai như vậy là ok đấy anh em ạ. Nhưng như tham lai vẫn ok đấy. Bây giờ là mình cũng chưa mất nhiều dân lắm đâu. Chúng ta vẫn còn cơ sở ăn hoang, vẫn còn ruộng, vẫn còn quả. Và tham lai bắt đầu về cân đến từ game thủ chim sẻ nắng. Thềm đầu thì bị đè một chút, nhưng thời điểm về sau thì cân rồi. Và những cơ sở ăn hoang của mã ra thì đã bị chim sẻ nắng bắn vào, đặc biệt là những cái bãi gỗ. Bây giờ ta tìm thêm một cơ sở ăn hoang ở phía ngoài nữa. Kiểu gì đối phương sẽ ăn quả thôi. Ruộng chính cũng đã bay. Ở giữa bản đồ này gần vị trí đối phương xây thì có lẽ sẽ có những cái bãi quả. Giờ này vẫn đang là hạt điều đến từ chim sẻ nắng. Chúng ta vẫn đang tầm xa 7 cộng 1 thôi. Rồi, tầm này thì tự tin dí ra vào điều của đối phương luôn. Kéo quân ở phía ngoài về, mang quân ở phía trong ra. 23 dân với chúng tôi này. 23 dân với chúng tôi à. Rồi dí theo, bây giờ đứng lại ốp A hay là như thế nào, hay là dí chết tân cung lần này của đối phương luôn. Lao theo và có những tình huống đen đoan đến từ chim sẻ nắng. Mã ra vừa có thêm tân quân tiếp viện và chim sẻ nắng cũng như vậy. Quân tiếp viện đang phải di chuyển ra. Hơi mất tay một chút, hơi mất thời gian một chút anh em nhá. Nhưng mà tầm này đã cơ cấu được những cơ sở lại rồi, bắt được quân đối phương rồi. Và tầm này sẽ ốp luôn nhà BA của mã ra. Bà đi dâng 4 chiếc nhà BA thôi. Quân nở ra cái là chết ngay, có vẩy e vào hay không. Bây giờ thì có một tân cung mới nở ra ở góc nhà BA nên quản góc 9 giờ đi. Em nghĩ nên quản góc 9 giờ, mà 9 giờ có thể sẽ có một cơ sở ăn hoang nữa. Hoặc là sẽ quản lại bãi gỗ của mã ra nhá. Loang ngoang thì kiểu gì họ cũng sẽ về bãi gỗ để ăn lại thôi. Đấy, cho một tân đi quản là hạt điều trong tình huống này. Trận đấu mà phải nói thủ nhà siêu dẻo đến từ game thủ chim sẻ nắng. Tiếp tục điều này. Chúng ta thì vẫn đang còn lực. Dân hiêu thì đã hết rồi, có thể về để vẽ lại ruộng. Chưa là win, tầm này chưa win, nhưng những trận đấu mà đối phương lên sớm hơn hẳn 2 tên cung R
Gần hai đơn cung L thì như vậy là quá ok dành cho game thủ chim sẻ nắng rồi anh em nhá. Thủ nhà siêu dẻo luôn. Người thủ nhà hay nhất Việt Nam vẫn khác bọt. Bây giờ lại có hai cung L đi rỉa dân của Mã Già, rất khó chịu anh em ạ. Giờ Nga thì rõ ràng là không có quân thủ nhà rồi. Bây giờ thì vào ruộng chính luôn này. Ở ruộng chính cũng có dân, ăn hoang thêm bầy yêu nữa hay không? Mã Già là người ổn định khoanh ruộng chính và anh ta vẫn đang sóc đều với bốn chiếc nhà bia. Tham lai chim sẻ nắng nở lên con số 50. Sau khi ăn hoang xong bầy hiêu thì bây giờ có về làm ruộng hay không? Hay đi ăn hoang thêm bầy hiêu nữa ở phía ngoài đây. Ở ngay phía dưới có thêm bầy hiêu nữa này. Ăn luôn không? Đặt một chiếc bé ăn thêm bầy hiêu nữa và đang chủ động đứng quân mặt ngoài này. Đoán đường đi quân đối phương gặp cái gì anh ơi? Gặp dân của Mã Già rồi, có phải hay không? Mã Già đang mải thủ nhà. Cậu anh tạo đang để map co rất tốt nha, chạy dân rất nhanh. Chạy dân rất nhanh anh em ạ. Đấy, lại 5 cung L ngồi ruộng chính ở đối phương. Lần này móc được gỗ, móc được ruộng thì họ sẽ không sóc đều quân nữa anh em ạ. Không sóc đều quân thì không lấy gì ra để chơi với chim sẻ nắng trong trận đấu này cả. Chim sẻ nắng vẫn đang ổn định những cơ sở, vẫn đang sóc rất đều quân. Lại vào ruộng của Mã Già một tờ nữa. Mã Già bắt đầu vác dân lên rồi. Nó cần lùi lại một chút hay không? Mã Già có giáp dành đến cung L nhá. Mã Già nâng giáp dành đến cung L rồi. Chim sẻ nắng đang phải lùi lại một chút và vác dân của mình ở phía trong ra đợi thêm quân tiếp viện. Mặt này vẫn đang còn cơ sở ăn hoang, vẫn đang 4A đều. Ở trong nhà cũng còn rộng rất cao và sẽ giúp cho game thủ chim sẻ nắng đỡ thành công ở trong tình huống này. Và tuần này thì có lẽ là sẽ tuần cuối cùng của Mã Già rồi anh em ạ. Vác cả dân thế này rồi thì không còn gì nữa đâu. Và đối phương cũng chỉ còn đâu đó tầm 7 con cung L thôi. Đỡ xong pha này là xong. Gõ một hay không đây? Tạm là chim sẻ nắng đỡ xong nhà vẫn là 50 anh em nhá. Trong cái đó thì Mã Già tụt thà một tờ siêu mạnh và tỷ số các bạn là một đều ở trong nội dung cung L xiềng này. Trận đấu phải nói là lên đời siêu sơ với từ Mã Già phía bên kia với 23 nông dân cộng 1. Lúc đầu đối phương có hai tân quân ở chim sẻ nắng mới vừa ra tân cung L đầu tiên anh em ạ. Nhưng với việc mà có một thế nhà khá ok thì chim sẻ nắng đã đỡ được nhà ở trong trận đấu này và giành chiến thắng trước Mã Già. Một điều chúng ta cùng đến với trận đấu thứ ba nhá. Và chịu khó hy sinh nông dân ra vẩy e, không cho đối phương vào ruộng, sóc đều quân ra đi móc máy. Rồi đây là trận đấu thứ ba nhá. Vẫn là xiềng dành cho chim sẻ nắng thôi. Trận này đất là bán sa mạc, vẫn là xanh mượt thôi. Vẫn là những cái bước đi dò quen thuộc để tìm xem hiêu voi trước, để xem có hiêu voi không thì mình đá về để đánh thịt kho tàu. Có thể ở gần rừng chẳng hạn đóng ép cũng được. Nhưng mà trận này thì chim sẻ nắng đây một vòng rồi, chưa thấy hiêu và cũng chưa thấy voi. Đã thấy hiêu rồi nhưng mà hiêu này thì hơi xa một chút. Có voi luôn này, thấy voi hơi muộn anh em ạ. Con voi này thấy sớm một tí nữa thì ngon. Thêm bãi quả phụ luôn dành cho game thủ chim sẻ nắng. Bãi quả phụ này có 5 cây. Xung quanh nhà tương đối nhiều rừng. Bãi quả này thì đóng G tiếp bên ngoài cơ mới ăn được nhá. Bãi quả này cũng hơi xấu, hơi xíu. Đóng G tiếp bên ngoài, dân di chuyển cũng rất là xa. Thế nhà thì khung đấy anh em ạ. Đây là một thế nhà khung. Thêm bầy hiêu nữa ở phía ngoài rồi. Như vậy là hai quả, đôi voi và chân một voi và hai bầy hiêu dành cho game thủ chim sẻ nắng. Chắc là bầy hiêu đầu tiên này nó sẽ tiến hành đưa về thôi. Mà hiêu này thì có nên cầu voi trước không nhỉ? Hay là sẽ đá hiêu trước? Anh Hải thì hôm nay nghỉ về quê nhá. Đưa vợ con về quê rồi, nghỉ lễ rồi. Không biết là 30 tháng 4 có lên không? Hôm nay mới là 28 thôi. 29, 30, 1 lên không? Các là vẫn lên anh em ạ. 30 tháng 4, 1 tháng 5 này chắc là cũng sẽ có một kèo. Em phải làm một kèo hot hot tí để phụ anh em khán giả chứ. Để xem đồ ăn như nào. Anh em khán giả báo về đây là một cái map tịt dành cho chim sẻ nắng. Cũng có voi về đây nhưng bãi quả phụ này là cũng hơi lởm này. Bãi quả phụ này không biết chặt cây gỗ nó đóng G được không nhỉ? Hơi khó đấy, chặt là chặt rất là nhiều cây. Chặt nhiều cây mới đóng được G nhá. Còn muốn đóng thì đóng bên ngoài, nó lại hơi xa, hơi xấu một chút. Rồi đá bầy hiêu về cánh rừng bên trên thì có chiếc BS thứ hai. Xin chào anh Nguyễn Văn Nhung nhá, hello anh. Ice Rogan.
Mamas. Zoconta. Alamas. Zoconta. Done it. Đấy, cơ cấu đóng BB ở mặt kia để bo lại. Cái bãi quả này không ăn được rồi. Nhả dân ra và kích này. Bài này thì kích muộn hơn so với bài chuẩn của Seng là tầm 10 giây anh em nhá. 26 dân và kích 7:55, tầm 10 giây. Đấy, khán giả đang bảo là mắc tịt. Thì nói chung là kích cũng chậm hơn 10 giây thôi, nhưng đây là một thế nhà khung anh em ạ. Thì nó vẫn là ok dành cho những thủ chim sẻ đi nắng. À, King Blue chất lượng luôn là số 1. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách có nhu cầu làm đại lý phân phối vui lòng liên hệ tới hotline 0707616626 để được tư vấn nha. Và hiện tại thì công ty đang có chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn. Anh em có thể tham khảo tại website kingblue.vn nha. Đường link website em có để ở phần ghim comment. Em cảm ơn anh Hùng Cường vừa gửi tặng 10 sao để ủng hộ cho game thủ chim sẻ đi nắng nhá. Rồi, BA ở đây, 26 dân cộng 1, người 19, làm trò này 10-20 đi. Và mã ra là người đời sớm hơn ở trong trận đấu này. Chắc chắn rồi, chim sẻ nắng trận này ép đời chậm mất 10 giây anh em ạ. Chậm mất 10 giây. Bình thường nó phải là 10-09 anh em ạ. Nhưng trận này là 10-19 rồi. Chậm mất 10 giây. Nhưng mà nói chung là 10 giây nó cũng không phải là vấn đề anh em ạ. Trừ khi cái bài đối phương 2-3 dân giống cái trận nãy đấy, trận thứ hai đấy. Thì mới sợ thôi. Còn ép đâu đó tầm 25 cộng 1 thì nó cũng không quá đáng ngại đâu. Với khả năng thủ nhà của game thủ chim sẻ nắng thì em vẫn có thể tự tin để đối đầu với game thủ mã già ở phía bên kia. Rồi, tiến hành tăng A dần này. Để xem trận này mã ra có đi dâng giết gì hay không. Nãy chưa kịp nhìn cái gọi là phần trăm dò cũng như cái lượng dân của game thủ mã ra. Có nha anh ơi, hôm nay có live trên YouTube nha anh ơi. Live cả ba nền tảng luôn, TikTok cũng đang live stream đấy anh ơi. Đã phụ anh em trên cả ba nền tảng luôn, anh em muốn xem nền tảng nào cũng có cả. Facebook, YouTube và TikTok. Tập trung ra dân ra ruộng thôi, bài này thì vẫn là công thức những cái ruộng tại BG thiết kế giờ sát luôn anh em nhá. Nông dân thì cần quay lại cái thôi, sẽ đổ thực về luôn, nó không có di chuyển nhiều nữa. Còn ruộng nhà chính thì vẫn cách móng e, lượng dân là cũng ngang ngang nhau anh em ạ. 32 dân dành chia sẻ này cũng là 32 dân dành cho game thủ mã ra. Tức là mã ra trận này đánh 25 dân cộng 1 anh em ạ. 25 dân cộng 1 nhá. Còn chia sẻ nắng là 26 dân cộng 1. Đây là 37. Tập trung phát triển thôi. Đang đứng thủ nhà. Đấy, tính cơ cấu nâng cấp trận gỗ 2 lên. Đứng thủ bắt quân thôi anh em ạ. Đằng này chưa biết nhà đối phương chỉ góc mấy giờ cả. Đây rồi, thủ đạo đối phương đã đến rồi. Một dân nằm xuống. Chạy dân và giữ khoảnh ruộng này, giúp đối phương vào trong. Và đây sẽ tình huống vẩy e đến từ game thủ chim sẻ nắng, chắc chắn là vẩy luôn. Tiếp tục vẩy e đến từ chim sẻ nắng và sẽ tiếp tục vẩy e ở trong tình huống này, vẫn vẩy e. Ôi ôi, và vẩy e rất là sát, ăn được có đâu đó một con cung lờ đối phương rồi thì phải anh em. À, hai cung lờ nhá, thế này là lãi rồi anh em ạ. Nè, thơm rồi, đơn vẩy e và nó đã khét lẹt lẹt đến từ game thủ chim sẻ nắng luôn. Giờ này vẩy e bắt được 4 cung lờ thì thơm hơn nữa anh em ạ, nhưng mà được hai con này cũng vẫn là ok thôi. Và mã ra bắt đầu dén, chúng ta phải là người thì rút lui về ở trong tình huống này, kéo quân về và chim sẻ nó cũng sẽ dí ngược luôn. Nhà đối phương mấy giờ ở đây?
Đấy rồi, như vậy nhà đối phương ở vị trí góc 2 giờ anh em ạ. Hơi mít e một chút nhá, chúng ta cần phải cho dân để xây e ngay. Với kèo solo xe AC thì chúng ta cần phải có một dân xây e ngay từ đầu để tránh tình trạng mít e bị đánh cung R nó nở tham rất là nhanh. À, tranh thủ với cái e kia để xây luôn để đỡ bị mất gỗ anh em, từ đen đi thì sẽ mất gỗ. Đây là vị trí xây nhà bé từ mã ra. Giờ này đi nó hơi lỗi một chút đến từ game thủ chim sẻ nắng rồi. Mất luôn 3 cung R trong tình huống vừa rồi và lại dẫn lên dốc và có những tình huống gọi là hạt điều với đối phương. Chiếc nhà bé thứ 5 đang thiết kế và dân cũng đang đào vàng rồi. Chuẩn bị nâng cấp công nghệ đầu máu. Rồi, tiếp tục bo e mặt này lại. Cái mặt này thì họ biết là mình có điểm yếu đây rồi nên phải bo luôn nhá. Để tránh tình trạng là họ đẩy quân vào. Lại cắm cờ đâu đó là hai cung R móc máy vào, nó hơi khó chịu một chút. À, đây là 6-7 thôi. Vẫn ngon. Số lượng cung R nằm xuống thì hai bên là như nhau anh em nhá. Cái tên kia đâm vào nó hơi lỗi một chút nên mất đâu đó 3 con cung R. Nhưng mà chim sẻ nắng thì vẫn đang chiếm được một cái vị trí đứng quân đẹp. Cái vị trí đứng quân ở giữa bản đồ này thì có thể bắt được đường đi quân đối phương luôn. Mặt góc 9 giờ đã bo kín rồi, mặt góc 3 giờ vào cũng kín rồi. Còn cái đường duy nhất vào đó là cái mặt giữa bản đồ vào thôi. Mặt này thì có dốc mà chim sẻ nắng đứng rất nhiều quân ở cái vị trí này. Nhà đối phương muốn vào đây thì cũng vất vả đấy. Rồi có BC nâng cấp đầu máu và đánh tay to phát triển luôn. Và cũng đã có chiếc nhà BA thứ 6 rồi. Đấy, đứng dốc rồi, đứng đây thủ rồi, anh em bắt quân thôi. Xem đối phương đi hướng nào. Đầu này chắc là chỉ đi hướng góc 9 giờ vào thôi, một tên móc máy quanh ruộng thôi. Mặt góc 9 giờ mình có quanh ruộng hơi sát hàng em một chút. Cái mặt đấy thì đối phương có thể móc vào được nhá. Hai cung là cắm cờ và móc được. Đầu này chim sẻ nắng vẫn đang có dốc và đang có ý đồ ốp mã ra rồi. Nhưng mà đầu máu thì chúng ta đã nâng cấp và sắp lên xong công nghệ đầu máu rồi nhá. Đầu này sẽ có đầu máu rồi, đầu máu vừa lên xong đến từ game thủ chim sẻ nắng. Nghĩa là mã ra đã có đầu máu hay chưa? Đầu máu rồi anh em ạ. Vậy là hai bên đều có đầu máu cùng thời điểm. Đấy, rất giống nhau luôn. Không khác nhau tẹo nào anh em ạ. Một bài đấu 4A nâng cấp trận vũ 2 sớm. Sau đó thì đóng PC đào vàng nâng cấp đầu máu. Nhưng tên này chim sẻ nắng vẫn đang có dốc và đang có lợi thế hơn dành cho chim sẻ nắng. Vẫn đang đẩy quân tiếp viện liên tục với 6 chiếc nhà BA đều. Mã ra đang muốn dí ra ngoài. Những hạt điều đó, lượng quân này ngang ngang nhau thôi nhá. Ai là người điều tốt hơn thì người ăn thôi. Chiếc nhà BA thứ 7 rồi. Tiếp tục điều. À, có lẽ pha này thì chưa công được anh em ạ. Đối phương đang còn khá đông quân. Đã lùi lại một chút để còn dốc ở phía ngoài. Và chủ động cắm một tên từ góc 12 giờ xuống để đi móc máy nhà của đối phương. Xem cái mặt góc 12 giờ xuống có điểm yếu nào của mã ra hay không. Ví dụ là bãi gỗ gần bãi gỗ bên ngoài hở chẳng hạn. Và coi đứng sau rừng bắn vào những tên này chim sẻ đang là người đang điều tốt hơn so với mã ra. Mã ra mất rất nhiều quân trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì cứ 7 nhà BA sóc đều và dí lên liên tục thôi. Cứ dồn quân liên tục lên. Vậy tên kia thì không móc nữa anh em nha. Mà chúng ta đang phải lùi lại một chút để hỗ trợ tên đi công mặt nhà BA của đối phương. Mã ra là người phải lùi sâu phía trong. Bây giờ chim sẻ nắng sẽ dồn quân lên và chiếm con dốc ở phía trong nhà đội bạn. Đối phương không còn nhiều quân nữa và chim sẻ nắng đang tiến gần hơn với chiến thắng ở trong trận đấu này. Bắt đầu vác dần ra đến từ mã ra rồi. Dén rồi anh em ạ. Làm cái giáp dày cung đờ hay không nhỉ? Có lẽ là không cần đâu, cứ sóc đều 7 nhà BA thôi là xong. Ra thêm vài cái ruộng nữa ở phía trong là tình huống mà nô một nhập. Anh đang vẽ ruộng cạnh BS đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Trời ơi, vâng một điều thấy chỉ thấy nô một thôi nhưng ngày hôm nay xuất hiện ở chim sẻ đi nắng rồi anh em ạ. Rồi đen BS đi và để ra thêm ruộng nữa. Đang hạt điều, đối phương vẫn đang vác dần đập liên tục trong tình huống này. Có ăn được hay không đây? Có thêm tân quân bổ sung đến từ game thủ chim sẻ đi nắng và tỷ số sẽ là 2-1 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng thôi anh em nhá. Không còn cửa dành cho mã ra nữa rồi. Cứ dồn quân đều lên. Liên tục lên thì không thể đỡ được anh em ạ. Lợi thế đứng dốc dành cho chim sẻ đi nắng. Tiếp tục điều nè. Vị trí dàn quân thì cũng khá đẹp dành cho chim sẻ. Đối phương ở dưới dốc. À, cơ cấu lại ruộng nương một tên đập thêm nhà chính ra. Đối phương chỉ còn 10 con cung R rồi. Trong đó chim sẻ nắng là 20 con cung R. Lượng quân đang đông gấp đôi đến từ game thủ chim sẻ. Mã ra có thêm một tên mới. Nhưng mình đứng dốc đái xuống thôi anh em ạ. Tầm này chỉ đứng dốc và đái xuống thôi. Không cần làm gì cả. Cứ dồn quân lên. Đứng đây bắn xuống. Đốt nhà bè. Khi nào quân mình đông rồi mình sẽ tách vào trong để ăn dân ruộng của đối phương sau. Khi nào đông quân rồi sẽ vào sau anh em nhá. Rồi đây là 94/116. Đứng bắn BS đối phương luôn này. Rồi bắn quân đối phương đi. Bắn quân đối phương đi. Men cả BB luôn. Bung hẳn ra phía ngoài để sóc dần.
Mã Gia đang lùi sâu vào phía trong. Bây giờ thì bắt buộc phải tách đâu đó tầm chục cung lờ vào trong để ăn dân của đối phương nha. Đánh vào kinh tế của Mã Gia, Mã Gia quyết và không nói một lời anh em ạ. 2-1 dành cho Chim Sẻ. Quá hay anh em ơi. Và lên đời là sớm hơn dành cho Mã Gia ở trong trận đấu này, nhưng với kinh nghiệm của mình và những pha vẩy rát đến từ game thủ Chim Sẻ Ánh Nắng, bắt được tần cung đầu tiên đối phương 2 con thì Chim Sẻ Ánh Nắng đã duy trì một thế cân bằng với Mã Gia. Sau đó thì bằng lợi thế phát triển của mình, khả năng đánh tay to của mình, Chim Sẻ Ánh Nắng đè chết Mã Gia. Và bằng những tình huống tay to và những pha điều quân, 2-1 anh em nhá, quá hay. À, 2-1 nhá, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo thôi, trận 4 nhá. Quá hay rồi anh em ạ. Cảm giác bên kia Mã Gia lên đời sớm nhỉ anh em nhỉ. Somebody pass the wood. Yes. 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 Ok, sụp. Yes. Sụp. Yeah. À, đây rồi. Đấy, bài này ba cái cũng 75 sát nhà chính luôn này. Anh em này khỏe đấy anh em ạ, không đơn giản đâu nhá. Đánh tay to đấy, rất là ghê. Đấy, Chim Sẻ Nắng tự nhận định là ông này khỏe đấy bạn ạ. Tuấn Tứ đến rồi anh em nhá. Tuấn Tứ đang đợi đây, đánh kèo sau rồi. Đến khá là sớm. Chắc là tưởng kèo là x0 đến khá là sớm anh em nhá. Rồi đôi voi luôn này. Và đầu tiên được thiết kế khai thác. Đấy, đá bầy yêu đầu tiên 4 con về trước. Rồi lại voi câu về sau. Nền đất xanh mượt luôn. Bài này thì không cần kho tàu cũng được anh em ạ. Thì ba cây gỗ 75 gần đến kia rồi. Không sẵn đâu. Gỗ rất là sát nhà chính. Rồi, đá bầy yêu đầu 4 con về với nhà chính rồi anh em nhá. Lượt mài đấy. Xin chào anh Đại Hùng nhá. Chung là kênh Chim Sẻ Nắng thì sẽ là anh Hải Mario bình luận nhá. Anh Hải bận thì em mới làm thôi anh em ạ. Kênh này thì chắc chắn là sẽ anh Hải Mario bình luận rồi. Và hôm nay anh Hải anh đưa vợ con về quê chơi thì em làm thay thôi. Rồi, đôi voi sẽ tiến anh đưa về và đang chủ động dò thế nhà, như là dò đồ ăn. Dò rừng, dò đồ ăn. Quả đầu bầy hiệu 4 đôi voi, ok đó, thêm bãi quả phụ đấy. Sư tử luôn này. Đó, sư tử ra khả năng cao là có quả phụ đấy. Vòng vòng ra. Cái bét dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng, bét đầu. S rất sớm luôn anh em nhá. 3 phút năm mấy là đóng được S đầu rồi đấy, có quả phụ luôn rồi anh em ạ, đủ đồ rồi. Chỉ cần thế thôi. Thế nhà cũng đẹp dành cho game thủ Chim Sẻ, đây là một thế mà có thể bò bế được. Yes. Gold please. Gold please. Xin chào anh Nguyễn Thanh Tuân nha, em Kiên đây anh ơi. Ờ, kèo chạm 5 rồi anh ơi, em thấy thông báo ở trong nhóm chốt kèo là kèo này chạm 5 anh em nhá. Còn kèo sau là chạm 4 nhá. Kèo Chim Sẻ Xuân Thứ với lại Sơ Luyến Lão Hổ là chạm 4 nhá. Đấy, có hai kèo, một kèo chạm 4, một kèo chạm 5.
King Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm King Blue đều được gia công sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, King Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ nịnh cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng ta còn bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. King Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng nhất cho quý khách. Rồi vác dân đi dâng, đây là bài hết đời với 23 dân đi dâng nhá. Nãy thì mình bị họ 23 dân dâng một trận rồi. Trận này mình dâng lại một trận thôi. Nói chung là đáp lễ đội bạn thôi anh em ạ. Qua lại giải quyết sư tử đi. Dân ít máu thì đi sau, dân đầy máu đi trước. Mã sao đánh 25 dân trận này. Thấy xe giò đối phương đang di chuyển ở gần đây rồi. À, dự dự là đối phương sẽ ở mặt góc 3 giờ này anh em ạ. Khoảng góc 3 giờ, 3-4 giờ này. Chắc là chuẩn thôi anh em nhá. 3-4 giờ này thôi. 2-3 dân để xem mã ra chịu được mấy tên. Mã ra là tiểu mạnh mã anh em nhá. Ngày xưa tên là tiểu mạnh mã đấy. Đuổi người rồi BLV ơi. Luyến mới lâm á. Ơ. Ảo thế. Trong này thì em thấy là không thấy chốt là luyến lâm nhá. Vẫn luyến hổ thôi. Nói chung là cặp nào thì cũng vậy thôi. Thứ đang bảo là cặp nào cũng thế thôi. Cặp nào cũng phải đánh thôi. À, như vậy báo về hổ thay tiểu lâm à, cũng được. Cặp nào cũng thế thôi anh em ạ. Với xuân thứ thì cặp nào cũng vậy thôi. Ở đây trận này có truy mệnh vào soi bình luận này. Có truy mệnh cũng đang vào soi này. Và học tập à. Chứ là dâng cũng chuẩn nhà đối phương không. 3 giờ, giờ. Cái gì này anh em ạ. 6 giờ cũng nên. Đi dâng quả này sai hướng rồi anh em nhá, sai hướng rồi nhá. Cái đối phương trận này là 6 giờ cơ. Bài đi dâng và đồ ăn hoang thì đang rất là nhiều dành cho cái bộ chim sẻ đi nắng. Gần gần cánh rừng này có thêm 3 con voi nữa kìa. Ăn thêm 7 hiêu gần chỗ nhà BA đầu rồi nữa. Nên đời xong nâng cấp bánh xe và tiến hành tăng A thôi. Đấy, có thêm bãi quả luôn đấy này. Ôi ôi thôi xin. Rồi, chết một dân nhá. Vị trí xây A đã bị đối phương nhìn thấy rồi và họ đang chủ động vác dân ra để bo bế cái nhà BA của chim sạch đi nắng. Tương đối khó chịu. Về tình huống đi dâng thì đã bị game thủ tiểu mãnh mã, tức là mã ra phát hiện ra rồi anh em ạ. Rồi, đập đi. Rồi, dân đối phương nằm xuống, đập luôn. Bánh xe mình có rồi, mình cứ đập thôi anh em ạ. Choảng thôi, nông dân mã ra chưa bánh xe. Đây là bài đánh 23 dân, nên là lên đòi sớm hơn rất nhiều với mã ra phía bên kia anh em nhá. Bài đập e đợi bạn thôi, và sóc 4A đều, lực ăn hoang là siêu nhiều. Chúng ta vẫn còn một vãi quả và còn 3 con voi gần rừng nữa. Lần đầu tiên của chim sẻ nắng đã có rồi. Hơi mít e một chút mà vào bắn dân nè. Rõ ràng là việc lên đời sớm hơn nên chim sẻ nắng tự tin đưa tấn công đầu mình vào trong để ăn dân đối phương trước. Đấy mà những cơ sở kinh tế của mã ra trước. Tấn thứ hai nở ra thì mình sẽ úp nhà BA đối phương sau. Không quyết định là chim sẻ nắng đó là lùi lại luôn anh em nhá. Tấn này ăn dân bãi quả úp nhà BA. Tấn đầu tiên của mã ra là có 4 con. 4 đấu 4. Và hạt điều nào chim sẻ nắng đã có thì mình tấn cung đầu thứ hai. Một cung đầu chim sẻ nắng phải nằm xuống. Nhưng đổi lại để ăn được thêm một cung đầu đối phương và ăn được khá nhiều nông dân. Tiếp tục rỉa dân thôi. Những đối phương họ cũng đang muốn vác dân ra đập để hỗ trợ đỡ nhà tình huống này. Không biết rằng có đỡ được hay không đây. Họ đang tụ hai tên ở với nhau. Tiếp tục hạt điều này. Qua lại rỉa con ở phía sau trước nha. Căng đấy nhở. BA mình kiểu xây nó hơi lỏng ngoằng một chút. Nên là việc gom quân nó hơi khó. Nó khó hơn so với mã ra. Mà lại có 3 nhà BA xây gần nhau. Một nhà BA xây bị sai hướng, xây ở phía xa nha. Mã ra thì vẫn đang sóc quân rất đều mà xuống anh ta bị đánh vào cái cơ sở canh ruộng. Chứ là bãi quả rồi. Ăn khá nhiều dân lúc đầu rồi nhưng vẫn đang sóc 4A đều. Đây là bài 4A mà chắc không ra được dân đâu. Đấy, dân ở trong bị công liên tục này, bài khỏe đấy, bãi quả còn nguyên đây này. Đang ăn quả luôn. Đấy, hạt điều đi mà để những con cung lấy ít máu nhá. Cung mình là cung khá ít máu. Vẫn đang cung ở trong ăn dân rồi, hay quá anh em ạ. Càng đấy, càng đấy, càng cò đấy. Rồi ăn xong hiêu rồi.
Đóng BG ăn quả luôn hay không đây? Ta vẫn chưa thể công chết đối phương được ngay nha, nhưng mà vẫn có lợi thế ăn dân ở bên trong. Mình đã có cung R ở trong nhà của Mã Gia và ăn được dân của đối phương. Tầm này chúng ta cần phải giữ quân tân quân ngoài này khéo, tránh tình trạng đấu ảo để bạn bị mất hết quân trong tình huống này thì ngoài thôi. Còn mình giữ được quân bên ngoài và quân ở trong vẫn móc máy liên tục, cái này thì lợi thế nó vẫn sẽ duy trì dành cho game thủ Chim Sẻ Y Nắng. Họ đang mất tay ở phía trong. Chim Sẻ Y Nắng đang ép đối phương mặt nhà bè, ép đối phương đấu mặt nhà bè. Tân quân ở trong này vẫn còn một con nữa nhá, vẫn đang điều. Lượng quân này vẫn là chỉ là ngang nhau thôi anh em ạ. Nhưng Mã Gia còn sóc đều quân nữa hay không đây? Chim Sẻ này vẫn đang điều quân. Thì chúng ta vẫn đang còn những cơ sở ăn hoang. Nói trận này lực ăn hoang của Chim Sẻ này đang rất nhiều luôn anh em ạ. Rất nhiều đồ ăn hoang. Mấy bãi quả, vẫn còn 3 con voi chưa ăn nhá. Vẫn còn 3 con voi chưa ăn. Tí vào hit and run rồi, tầm này thì quân đông hơn hẳn rồi anh em ạ. Tâm tảng vào xuyên thủng rồi. Rồi lại tách thêm cung vào trong. Mình ăn hết quân ở đối phương ở vị trí nhà BA rồi. Bây giờ thì dí vào trong này. Đấy, họ quay lại à. 2-3 đến từ Mã Gia và 3-1 dành cho cái thủ Chim Sẻ Y Nắng. Tí thì căng đấy anh em ạ. Tí thì căng đấy. Ông này đỡ nhà sóc quân cũng ghê nhá. Xin chào anh Nghiêm Lê nhá, hello anh. Nhưng mà quan trọng trận này mình đồ ăn hoang nhiều. Đồ ăn hoang trận này nhiều lắm anh em ạ. Ăn xong bãi quả này còn 3 con voi gần cái rừng già nữa mà. Nó thoải mái đồ luôn. Này sóc quân đến 5 phút nữa vẫn chưa hết đồ. Bài họ cũng quả phụ các thứ, nhà khung đét luôn. Trận này bài mình mà không đẹp là cũng gãy đấy. Căng đấy. Ba một anh em nhá, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo rồi. Đây là trận 4. Xin lỗi, trận 5 nhá. Đấy, cũng thấy hiu đấy, nhưng mà sư tử nó lùa thôi anh em ạ, không phải mình lùa đây rồi. Thấy voi đây, kho luôn đi còn gì nữa và đóng cái BS đầu thôi. Nói chung là sư tử đá hiu gần đây thì khả năng cao khu này có 7 hiu rồi. Hiu đầu gần đây rồi, không biết chỗ nào thôi. Dò một tí để tìm cái 7 hiu đầu luôn. Gần rừng thì đã về rừng cũng được, hy vọng là 7 hiu nó gần cánh rừng già này. S đầu nhân đôi luôn, ăn được hiu và ăn được gỗ luôn, đẹp. Kèo này xong sớm thì còn kèo khác chứ anh ơi. Kèo này sau kèo này sẽ là Chim Sẻ Y Nắng Xuân Thứ. Đối đầu với theo lịch của em nhận được thì đó là Sơ Luyến và Lôi Lão Hổ anh em nhé. Thì ở trong nãy vẫn chưa báo phích gì cả. Thủ Mạnh Hào làm kèo đấy vẫn chưa báo phích anh em ơi. Nhưng là có thông tin anh em báo về thì đổi thành Tiểu Lâm thì em không dám khẳng định nhá. Phích mình cứ theo cái lịch chuẩn mà mình ghi tên thôi và chốt thôi. Kèo này là kèo chạm 5 nhá, kèo sau là chạm 4 nhá anh ơi. Kèo đầu là chạm 5, kèo sau là chạm 4 nhá. Không, kèo sau cũng cửa trên đâu anh. Luyến Hổ cũng khỏe mà. Quan trọng Luyến Hổ họ đều nhau hơn anh em ạ. Con người họ đều hơn. Những kèo đấu nếu mà để xét về trình độ đánh cung L thì Xuân Thứ thì vẫn yếu hơn hai ông kia. Vẫn yếu hơn hai ông kia anh em nhá, cho nên là để xét về cái kèo nó chỉ là cân thôi. Chào anh Dương Trung Mai nhá. Rồi bãi quả phụ luôn này. Vừa giải quyết luôn một con sư tử rồi. May có một con nó cắn thôi. Nhưng hai con nó cắn thì gãy. Đá bầy hiệu, sẽ đá con hiệu lẻ này về và đóng một chiếc BG. Để ăn bãi quả phụ, quả quả đầu quả phụ. Một voi, bầy hiệu 4. Đồ như vậy đủ rồi. Kênh Blue chất lượng luôn là số 1. Kênh Blue thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy sửa xe và máy cầm tay các loại.
Sứ mệnh mang đến sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Khách có nhu cầu làm đại lý phân phối liên hệ ngay tới hotline 0707 616 626 được tư vấn nhé. Và hiện tại thì công ty đang có chương trình khuyến mãi quà tặng cực kỳ hấp dẫn, anh em có thể tham khảo tại website kingblue.vn nha. Đường link website em để ở phần ghi comment nhé. Ok, quay lại trận đấu này thôi. 25 dân và nhà dân, 7-25. Em đời vẫn đang rất chuẩn đến từ game thủ chim sẻ. Ok, ta đang quay lại với trận đấu này thôi. BLV tên gì? BLV tên gì? Anh cho số tài khoản bắn anh 2 lít lấy tiền coffee. Anh comment này thì em vẫn comment số tài khoản của em vào cho anh luôn. Cày thật đấy. Nói ngược à. Đây là 26 trên 32 từ bài đấu cầm xiang nhá. 25 dân cộng 1, F đời vẫn là chuẩn thôi. Xe giò đang di chuyển lên để xem nhà của game thủ Maza ở vị trí góc mấy giờ. Thì báo về là phía bên kia đội bạn đánh 26 dân đúng không? Rồi, tiến hành tăng A thôi, xe giò đang di chuyển. Cho nhà này, đây là một thế nhà rất mắc binh dành cho game thủ chim sẻ đến thắng rồi nhá. Khoảnh ruộng ở trong to. Tự tin luôn, điểm số đang cao hơn. Nên đời có vẻ là sớm hơn một chút đấy. Nói chung là không nhiều em ạ. Nếu mà ép cũng 25 dân cộng 1 thì nó cũng chỉ là ngang nhau, bên kia đối phương đánh 26 cộng 1 thì phải. Nhưng lên sớm hơn đối phương nó tầm 20 giây. Nhà đối phương khả năng cao là mặt góc 6 giờ rồi. 12 giờ thì không có, 3 giờ thì cũng chưa dò thấy. Nhưng mà cũng chốt hàng e ở mặt góc 12 giờ và nó chắc. Ai à? Càng nha. Quả này mà không đi dân sang đây là nguy hiểm đấy. Nhưng mà xác định đối phương ở 6 giờ, đi quân 6 giờ là hơi căng đấy nha, may đấy. Biết nhà đối phương ở hướng 12 giờ rồi thì mình sẽ có cái bài sẽ ok hơn anh em ạ. Tí thì gãy, tầm này cung nó đi vào đấy thì cũng thốn luôn. Thật cung đầu mình xuống 6 giờ rồi tự nhiên một tuần nó ngồi thắng vào ruộng chính thì cũng là gãy. Rồi chốt E ở đây thôi để tránh tình trạng đối phương tổng tộc chạy vào. Tấn cung đầu tiên là 4 con đều. Tờ thứ hai thì sóc hơi vón một chút nhá. Hơi vón tí thôi. Vón hơn một chút thôi anh em ạ. Rồi, thấy dân đối phương bắn luôn. Nháp tạm 2 dân đã. Giờ này thì chim sẻ nắng cũng giật lại rất là nhanh. Bây giờ sợ là đối phương sẽ có những tình huống phải đi anh em nhá. Giật lại rất là nhanh luôn, rất là bình tĩnh. Bây giờ cứ dí dí lên thôi anh em ạ. Dí dần lên thôi. Đấy, ốp luôn nhà BA được không? Chưa là fan này cứ với lượng quân này em nghĩ là chưa ốp được ngay đâu. Mình nên sớm đối phương thì tầm 20 giây thôi. Chặt gỗ 2 thì có rồi. Sau tân đầu tiên thì nâng cấp được chặt gỗ 2 luôn. Thì có chặt gỗ 2 rồi. Bên kia mã ra đang anh chốt hàng E đây, thêm một dân nữa này. 3 dân nằm xuống đến từ mã ra rồi đấy. Làm tạm 3 dân á, coi như là có một chút lợi thế rồi. Có 200k thật này. Em cảm ơn anh, một anh nào đó vừa donate 200k cho bình luận viên nhá. Hay quá. À đúng rồi, anh Nguyễn Kim Vi luôn này. Em tưởng anh trêu em bắn ngược cho anh. Anh donate thật luôn, cảm ơn anh rất nhiều nha, hay quá, ấm luôn. Anh nghỉ
tỷ lệ lại có thêm tí này nữa thì thơm quá. Rồi tập trung vào trận đấu này thôi. Đây là 60/68 đến từ bài đấu cầm xiang. Nhà đối phương thì 12 giờ, nói chung là những cái pha này thế trận vẫn đang cân cân một chút, lợi thế một chút dành cho chim sẻ yên nắng thôi. Đang ken e để xem vị trí đứng quân đối phương như thế nào, nhưng mà do chỉ đứng quân đây thôi anh em ạ, vì nhà BE thì khá gần nhau. Rồi gỗ 1 thì gãy rồi anh em ạ, chim sẻ nắng chặt gỗ 2. Còn mã ra thì vẫn đang chỉ có chặt gỗ 1 thôi anh em nhá. Công nghệ là vượt trội hơn, lượng quân thì có vẻ là ưu thế hơn, nhưng mà chim sẻ nắng tăng được BA rồi. Mã ra bắt đầu vác dần ra, vẫn đang là những pha hạt điều. Đông quân phết nhở, đông quân đấy anh em ạ. Căng rồi, 6 chiếc nhà BA sóc đều đẩy đến 7 nhà 7A. Rồi điều tiếp. Bên kia đối phương thì cũng vừa lên xong công nghệ chặt gỗ 2 rồi anh em nhá. Tức là bây giờ thì công nghệ là ngang nhau. Chim sẻ nắng đang là 80 vàng, chuẩn bị có BC, đang có đâu đó tầm 600 gỗ mới đóng BC chưa. Sóc trong tuần này làm cái BC nó đào đủ vàng phát là nâng cấp luôn công nghệ đầu máu nữa là xong anh em ạ. Rồi, điều thôi anh em nhá. Từ sóc quần đều và dí lên thôi. Nói chung là bên kia họ trận này nó đã thua chúng ta về công nghệ từ sớm rồi anh em ạ. Khả năng phát triển mình khỏe hơn rồi thì bây giờ chắc là chỉ gõ 2-3 từ mã ra thôi. Nâng cấp công nghệ đầu gấu. Và bây giờ dí vào, dứt điểm luôn mã ra ở trong cái tình huống này. Nâng tỷ số lên 4-1 ở trong nội dung solo xiang chạm 5. Không còn cửa dành cho mã ra nữa rồi anh em ạ. Rồi, mã ra là người đi sai. Tỷ số là 4-1 dành cho chim sẻ đi nắng. Quay! Trận này mà không biết đối phương 12 giờ là cũng mệt phết đấy anh em nhá. Trận đầu tiên nó đi xuống 6 giờ mà chỗ kia không bo, nó đi vào đấy thì cũng thốn đấy. Và đây là trận đấu chung kết sớm dành cho mã gia nhá. Bị ho từ hôm nọ thì vẫn chưa khỏi anh em ạ. Ho từ hôm nọ rồi vẫn chưa khỏi. Đấy, anh em bảo là bị phổi viếc gì rồi hay sao ấy. Rồi đây là, nói chung là map này thì đóng BG ăn quả trước thôi. Quả đầu tiên có 7 cây mà gỗ đầu thì cũng rất là sát với nhà chính. Đi xong một vòng rồi nhưng mà chưa thấy heal void đâu cả. Anh SBS bây giờ thì clan SBS là ngày xưa rồi nha anh ơi. Bây giờ nó gọi là Sparta cướp gaming rồi nha anh nhá. À, Sparta gaming thì ngoài chim sẻ đi nắng ra thì nó có một tay cung R rất là cứng. Mà dạo gần đây là cũng rất là hot ở trên mạng xã hội anh em nhá. Viral đó là game thủ đến từ mảnh đất Tuyên Quang. Game thủ trẻ đến từ mảnh đất Tuyên Quang anh em ạ. Game thủ sinh năm 85, Asus TV. Dạo đánh cung nhất rồi cũng mua máy ghê lắm anh em ạ. Giờ nghe bắn khá là rát. Rồi đôi voi bày hiêu bên ngoài. Thế này đưa voi về trước và hiêu này thì hơi xa nên là sẽ đóng S để khai thác thôi anh em ạ. Với đồ ăn lùa về một đôi voi này thì em nghĩ là cũng ok rồi. Rồi đây là con voi thứ hai của tiếng Anh đưa về với nhà chính rồi anh em nhá. Ok đấy. Bài này có heal bên ngoài rồi, S đầu tiên thì không, cái S thứ hai thì chắc là sẽ đôi. Thì đóng cần cánh rừng dừa này để khai thác cái bầy heal. Đá xuống một chút, hơi mất tay một chút nhưng mà có một cái BS đẹp. Nhà trận này thì cái rừng nó vẫn hơi rộng một chút anh em ạ. Cái mặt từ hướng 9 giờ lên, 6 giờ lên thì đúng hơn chứ. Thì nó hơi rộng một chút nhưng mặt 12 giờ xuống thì có thể bo bế được nhá. Đá bầy heal về cánh rừng dừa. Có cái BS khai thác đến từ cái chim sậy nào.
Theo lịch thì là Lôi Lão Hổ và Sơ Luyến nha anh ơi. Kéo 22 là Lôi Lão Hổ với Sơ Luyến nhá. Chim Sẻ Xuân Thứ. Em cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Tiến với 10 sao đã gửi tặng cho Chim Sẻ Yên Nắng trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Kinh Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của Kinh Blue đều được gia công và sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế, nên chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, Kinh Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ ổn định cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi còn bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. Kinh Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng nhất cho quý khách. Rồi, BE và BM thư kế này. BE xây mặt ở góc 6 giờ lên là chuẩn rồi. BM mặt này vẫn là ok thôi. 26 dân cộng 1 đến từ game thủ Chim Sẻ Đi Nắng và 10-11 trận này. Như vậy là lệch tầm 2 giây thôi anh em nhá. Lệch tầm 2 giây thôi. Đã chặt gỗ các kiểu nâng cấp mà điểm số của mã ra là cao hơn so với game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Xin chào anh Đại Độc Đáo nha, hello anh. Nhà này cái cánh rừng dừa này là cái một cái vị trí điểm yếu của Chim Sẻ Đi Nắng ấy này. Cánh rừng này nếu mà bị đối phương nhà 3 giờ hoặc 12 giờ ấy, bắn vào đây là cũng hơi vất vả đấy. Nó cố gắng ăn được tí nào thì hay tí đấy thôi anh em ạ. Còn khó thở quá thì có thể ăn rừng trong cũng được. Vì mặt góc 9 giờ, mặt trong này vẫn đang còn khá nhiều rừng. Em cảm ơn anh Quang Kèo với 35 sao nhá. Đây này đẹp nhất là nhà đối phương ở dưới 6 giờ anh em ạ, thì ngon. Map này không có xe giò nên mình chưa biết nhà đối phương ở đâu cả. Bốn chiếc nhà BA bổ sung dân ra vẽ ruộng tại BG này thôi. Anh thủ vẽ thêm một vài cái ruộng nữa để có lượng tài nguyên ổn định. 4A đều thôi, 4A chặt gỗ 2 thôi. Rồi, bánh xe có tên đầu tiên nhả dân ra và nâng cấp luôn công nghệ chặt gỗ 2 đến từ game thủ Chim Sẻ. Ok đấy anh em ạ, mài 4A gỗ 2 luôn nhá. Được, bên kia thì mã ra thì mã ra thì có vẻ lên đời sớm hơn rồi, điểm số cao nhưng mà chưa thấy mã ra đẩy quân đến. Tên cung là đầu tiên chúng ta cũng có rồi nhá, đứng mặt này để kê khoanh ruộng trước đã, bình tĩnh thôi. Hay là đi luôn nhỉ? Đấy, gặp. Như vậy là mã ra đánh với 5 chiếc nhà BA, còn Chim Sẻ Nắng là 4 chiếc nhà BA. Rồi lại bài 4A đối đầu với 5A anh em nhá. Chặt gỗ 2 thì mình nâng cấp rồi, sẽ có chặt gỗ 2 ngay sau đây thôi và chuẩn bị có chiếc nhà BA thứ 5. Cứ sóc 4A đều đã, nó chưa tầm này lượng quân nó chưa phải chênh lệch quá nhiều anh em ạ. Sau 2 turn thì mình sẽ đối phương 2 con và vẫn có thể điều thoải mái anh em nhá. Vẫn có thể điều thoải mái. Đấy, con này hạt điều ok luôn. 8 con đấu với 10 con cùng lờ. Turn sau thì đối phương sẽ có 15 con. Chúng ta sẽ có 12 con. Đấy, bò bế hết mặt này lại. Thấy cái tình huống đối phương đi quân thế này thì khả năng cao nhà họ góc 3 giờ rồi anh em ạ. Họ đi quân hướng này kiểu gì chắc là góc 3 giờ thôi. Tầm đấy. 3 giờ hoặc 4 giờ gì đó. Đấy, chúng ta đang có công nghệ vượt trội hơn. Nhưng mà quân ấy đang đuối một chút nhá.
Chặt gỗ 2 đối đầu chặt gỗ 1. À, tuần này chia sẻ nắng mất ngay một con cùng lở. BA thứ 5 đã có rồi. Sao lại có chữ bình luận vậy hả? À, cái chữ này là phụ đề nhá anh ơi, anh có thể tắt phụ đề giúp em nhá. Ở ngay cạnh cái phím chỗ cài đặt đấy thì nó có cái chỗ tắt phụ đề đấy. Anh có thể tích vào tắt phụ đề đi, nó sẽ không hiện chữ nữa. Rồi, điều thôi. Kìa mã ra dí rát ghê nhở. 5A sóc đều thế, quân khá là đông. À, tầm này chim sẻ cũng 5 nhà BA sóc đều rồi. Vẫn chặt gỗ 1 đến từ mã ra rồi anh em nhá. 5A đến tầm này mà chưa công kết được game thủ chim sẻ nắng thì chim sẻ nắng tăng được chiếc nhà BA thứ 5 và chiếc nhà BA thứ 6 rồi thì bắt đầu căng cò dần dành cho mã ra. Và đào được 50 vàng, chuẩn bị có BC để nâng cấp cho mình công nghệ đầu máu này. Rồi, cố gắng 5-1 trong kèo đấu này là hợp lý rồi anh em ạ. Mã ra vẫn đang rất bất lực trong cái việc công nhà chim sẻ đi nắng. Một chút nữa thôi thì chim sẻ nắng sẽ có lượng quấn đông hơn. Đấy, bây giờ thì họ vẫn 5A thôi, trận cũng 1-5A thôi, mình đã 6A rồi anh em ạ. Xin chào anh công con búc nhá, hello anh, em là Kiên nhá anh ơi. Rồi, hạt điều đi. Đây nó sẽ là một trận đấu quân rất là quan trọng với mã ra. Người ta sẽ cố gắng dí ở trong tình huống này để có thể thiêu với chim sẻ đi nắng. Chưa đánh một chút nữa thôi, đó tầm 3 phút nữa thôi thì lượng quân của chim sẻ nắng sẽ đông hơn hẳn so với mã ra. Và tuần này thì em nghĩ là mã ra không thể ôm chết chim sẻ nắng được đâu. Ta thì đã đào được 90 vàng rồi. Một chút nữa thôi thì sẽ có đầu máu. Đang 6 nhà BA sóc đều và đang có chiếc nhà BA thứ 7 thiết kế. Bên kia thì vẫn đang dí rát ghê nhở, nhưng là cũng có gỗ 2 rồi sao ấy, có gỗ 2 rồi nhá. Tầm này công nghệ là ngang nhau, nhưng lượng quân thì sao? Lượng quân thì cũng chỉ là ngang nhau thôi, ăn nhau ở trong những tình huống điều đờ. Mã ra cũng đang có những tình huống dàn quân khá là khéo léo, dàn quân khá đẹp đến từ mã ra. Ông này điều phát triển cũng tốt ghê anh em ạ, điều đấy cũng tốt ghê đấy, không hề đơn giản đâu. 110 vàng rồi, chuẩn bị đủ vàng để nâng cấp đầu máu rồi. Trận này thì chắc là không cần đi móc anh em ạ. Có cái trận nãy trận thứ hai đấy, ở địa phương 2-3 dân lên sớm cũng phải đi móc thôi, bắt buộc trận đấy phải đi móc, nếu không đi móc là không được. Đó, đã đủ vàng kích cái đầu máu đến từ game thủ chim sẻ nắng, tập thêm nhà chính ở đó để sóc dần, bắt đầu vác dần đến từ mã ra anh em nha. Đây là dấu hiệu của việc bắt đầu đuối hơn đến từ mã ra rồi anh em ạ. Vác dần lên là đuối hơn rồi, chim sẻ nắng này chưa cần vác dần ra. 7 nhà BA vẫn đang đều, rất là đều. À, mã ra nãy giờ họ cũng chỉ công đường này thôi anh em ạ, không tách quân đi móc máy một đường nào cả. Ví dụ cái bãi gỗ kia mà đối phương thả tầm 3 cung lờ vào móc máy thì cũng hơi khó chịu một chút. Họ không móc, họ đấu quân chân lực ở mặt nhà BA và một cái ruộng của chim sẻ đi nắng. Hôm nay của chim sẻ là một số là 68/88, đầu máu sắp lên xong, không có đầu máu rồi đúng không, có đầu máu rồi anh em ạ. Rồi, timeline thì càng đánh càng đè thôi. Rồi, đấy, điều đi. Hạt điều đi, đầu máu mình có rồi. Đội bạn có đầu gấu hay chưa? Đội bạn vẫn chưa đầu gấu anh em nha. Vẫn chỉ là 70 thôi, 70 so với 80. Ở lượng quân của chim sẻ nắng đang bổ sung ra liên tục. Mã ra bắt đầu rút lui rồi. Bây giờ thời điểm mà chim sẻ nắng đi công ngược qua nhà của đối phương. Nào, bây giờ để dí nào. Nhà họ hướng này chắc là nhà 6 giờ, 5-6 giờ gì đó rồi anh em ạ. Đấy, điều tiếp nào. Ông này có vẻ vẫn là non hơn đội Vũ anh em ạ. Em bảo là Vũ, nếu mà đây là Vũ hoặc Long thì nó sẽ dí rát hơn. Vũ Long Nam A dí điều ra lắm. Rồi, bây giờ thì dí theo bắt quân đối phương thôi anh em ạ. Rồi này mã ra cứ gặp quân là chạy, cứ gặp quân là chạy nhá, không có dám đấu luôn. Đối phương có thêm quân tiếp viện, nó chim sẻ nắng cũng vậy, quân tiếp viện ở ngay phía sau. Cứ sóc nó 7 nhà BA đều đẩy lên thôi. Hạt điều đi nào. Chỉ là có những tình huống hit and run tiếp tục vác dần ra đến từ mã ra. Khó thở lắm rồi đấy, tầm này khó thở đấy. Lại vác dần lên rồi. Mà cứ vác dần lên như vậy thì lấy đâu ra lực mà thi đấu với chim sẻ nắng nữa anh em ạ. Cứ vác dần là thế thua rồi anh em nhá. Cái này dân nhiều lắm, thoải mái đi. Đấy, cái nhà chính rồi, sóc dần tẹt vô luôn. À, chỉ cần sóc đều với 7 chiếc nhà BA thôi là xong anh em nhá. Không cần nhiều. Tầm này tập trung là sóc dân to cũng được. Và tập trung sóc đều với 7 chiếc nhà BA.
có tách thêm một ít cung L vào trong mạng đối phương hay không. Thì tầm này thì họ chỉ chạy thôi mà, gặp cung mình họ chỉ chạy thôi. Rồi, bắt đầu tràn vào vị trí nhà bè của Mã Gia. Mã Gia thì anh quyết định là sau khi không công không được, anh ta móc máy với nhà chính sách thì đáng tìm một đường khác công vào, ví dụ là cũng tình huống đi ảo chẳng hạn. Nhưng bây giờ anh ta mất nhà bè rồi và tân đi công thì cũng không công được chim sẻ anh đáng. Tỷ số sẽ là 5-1 dành cho chim sẻ ở trong cái kèo đấu chạm 5 này. Chúng ta sẽ cùng đến với cái kèo đấu tiếp theo anh em nhá. Nội dung 2v2 sang chạm 4, chim sẻ đáng xuân thứ đầu với sơ luyến và lôi lão hổ 2-3 dành cho Mã Gia rồi anh em ạ. 5-1 trong kiểu đấu này. Đấy anh em nào dự đoán từ đầu ấy nhỉ? Thua 0-1 cái là dự 5-1 ngay được. Giỏi thật anh em ạ. 5-1 nhá, dành cho game thủ chim sẻ nắng. Nãy có anh dự là kèo này bật 5-1 luôn, cũng bật 5-1 luôn anh em ạ. Thua đúng trận đầu tiên thôi. Và trận đầu tiên thì nói chung là thiết dân với lại bài nó cũng xấu nữa. Rất là nhẹ nhàng. Thắng thông 5 trận. Ok. Rồi chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên trong kèo đấu 2v2 xiang anh em nhá. Chim sẻ xuân thứ đối đầu với sơ luyến và tiểu lâm. Bên Trung người ta like ở trên cái nền tảng khác anh em ơi. Nó cũng là TikTok nhưng mà server của Trung cũng là server riêng nhá. Còn TikTok của mình là Việt Nam hay là các nước khác nó là Trung một cái. Rồi đây là những cái bước đi dò đầu đến từ game thủ chim sẻ nắng. À quên, mở cái soi hai máy lên cái. Đây là màn hình máy dành cho game thủ Xuân Thứ này. Báo về trong kèo đấu này thì Xuân Thứ thì chỉ đi dâng thôi anh em ạ. Đi dâng hết. Trận này cũng co tàu đấy, cũng có vòi về trước rồi. Bài khá đẹp dành cho Xuân Thứ. Màn này dâng rồi. 2-3 dâng anh em, dâng đi. Bạn đánh cái gì cũng thắng luôn đúng không? Đó là tớ dâng hết rồi đấy. Ý tưởng của tớ đúng không? Rồi, con voi thứ 3 xuống thứ đưa vị. Bài này mắc binh nhá. Bài mắc lắm nhá. Đây, đang đá xem máy Xuân Thứ đấy. Bài đang mắc binh đấy. Ba voi về quả đầu tiên bầy hiêu gần nhà chính đây rồi. Gạt thế nhở? Bạn đứng ở nhà là thắng rồi, không phải đi quân nữa. Từ gắt thật anh em ạ. Đúng sở trường thiên tài dâng A này. Bài 4 voi đấy, nhiều đầu cũng về nốt rồi. Ad đầu tiên đã có, nhưng mà cần phải bổ sung thêm ít giờ ăn gỗ nữa. À đây à, thêm một bãi quả phụ nữa ở phía ngoài dành Xuân Thứ rồi anh em nhá. Bài 2 bãi quả 4 voi, bầy hiêu mắc của Mark dành Xuân Thứ. Xem trận Xuân Thứ đánh bao nhiêu dân này. Chắc là 2-3 thôi nhỉ. 2-3 hoặc 2-2 dân cộng 1 đúng không? Được đấy anh em, rồi quay lại chia sẻ năng một chút nè. Bài Xuân Thứ thì là mắc binh rồi. Và chia sẻ năng báo về trận này bài không có rừng anh em ạ. À, cũng có thể đây là bài đi dâng và thẳng cánh luôn đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Và bài xấu đấy, bài không có gì đâu nhá, có quả đầu mới yêu đầu thôi mà chưa thấy gì cả. May quá tên này không chết dân. Đập lô rồi. Đó, anh có ad nữa để ăn voi luôn này. À, giới thiệu với anh em King Blue chất lượng luôn là số 1. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Khách có nhu cầu làm đại lý phân phối thì liên hệ ngay tới hotline 0707 616 626 để được tư vấn nhé. Hiện tại thì đường hiện tại thì công ty đang có chương trình khuyến mãi quà tặng hấp dẫn. Anh em có thể tham khảo tại website kingblue.vn. Đường link website em để ở phần comment. Qua lại với trận đấu này thôi.
Rồi quay lại với màn hình máy dành cho Xuân Thứ anh em nhá. Để xem là Xuân Thứ đánh kiểu dân ai nào. Đây là 22 dân đây. Lên đời xong. Đây là BA và BM được thiết kế. Đây là BM luôn. Đánh 2v2 xe này đánh map hu nha anh ơi. 22 xe đánh map hu nhá. Olimus. 2v2 random thì map la, còn đánh cung R thì map hu nhá. Vẫn đang còn bãi quả phía trên này nữa. Đồ ăn rất là nhiều. Và kích 9 sớm dành cho Xuân Thứ. 850 à. Nâng cấp chặt gỗ, bây giờ mới nâng chặt gỗ được, thực rồi lên hơi chậm một tí. Ơ, màu 6 cũng muốn đi dâng nhá. Không, 6 đây thì cùng cánh nhá. Cánh là cánh. Nhà ngay sát nhau luôn đây này. Này bài này trận này nhà Xuân Luyến ngay gần nhà Xuân Thứ luôn anh em ạ. Hay sát luôn. Mà Xuân Thứ lại là người dâng lên hướng 12 giờ rồi. Báo về 7 cũng dâng 13%. Sơ Luyến thì cũng là bài kiểu xây A cao cao lên một chút thôi. Còn màu 7 báo về đi dâng và khả năng cao là màu 7 sẽ dâng lên bắn Xuân Thứ. Xin chào anh Lê Hùng nhá. Hello anh. Hello anh Nguyễn Dự nhá. Thứ lên đời thì sớm nhất map rồi. Và đi dâng với 4 chiếc nhà BA ở trong trận đấu này. Bao giờ có league mùa tiếp vậy? Tháng 5 rồi nhá anh Trần Hòa ơi. Ở tháng 5 này là có league mùa tiếp đây anh ơi. Rồi, bắt đầu dí vào. Chỗ này voi đối phương thì như là câu lỗi sao không nhỉ? Không thấy BS ở đây. Thì là câu lỗi voi đến từ game thủ màu 7 thôi. Máy xe đã có rồi và đối phương đang chủ động gom dân lên và chạy. Đang sóc với 4 nhà BA rất đều. Bắn thẳng bãi gỗ đối phương luôn rồi. Chưa thấy cung R của Sơ Luyến bắn nông dân của Xuân Thứ. Chỗ này có bãi quả nữa để cho game thủ Xuân Thứ có thể ăn hoa. Và đi lùa dân đội bạn này. Bên kia họ cũng đang chủ động chạy hết dân anh em ạ. Căng ghê nhỉ. Vâng, én hết luôn. Rồi, dạo dân này cũng đang bị Sơ Luyến khai thác vào rồi anh em ạ. Bãi gỗ ở phía ngoài tạm thời bị công vào. Bên kia họ cũng xây nhà cao cao và họ đang chủ động chạy dân rất là sớm. Rồi, có S nữa và có thêm bãi quả nhé. Năm này đang có rất nhiều quả để khai thác. Đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ nắng. Người đã bị bắn bởi màu 7. Đây là cung R của người đi dâng Tiểu Lâm. Người báo về đây có 16 đến kìa. 16 đến luôn nhá. Họ ốp luôn này. Và đánh quản map thôi. Và chủ động chạy dân. Thế nhà chim sẻ nắng trận này cũng là một thế nhà rất là xấu. Hiện nay thì game thủ Xuân Thứ đang là 34/40. Đang thì bắn một nông dân ăn hoang của game thủ Sơ Luyến. Trận này nếu mà đánh kiểu dân Sơ Luyến thì hay hơn. Biết đối phương đánh luôn Sơ Luyến thì hay hơn. Và nhà thì hơi xa nhau anh em ạ. Đây là 34 rồi, bắn được 16 một tơn dân khá là to rồi. Cái này chim sẻ là 41, đang chạy dân lòng vòng thôi. Chạy một chút nữa thì bắt được quân lẻ được bạn rồi mình sẽ về làm ăn tại vị trí ruộng chính. Xuân Thứ bây giờ chỉ bắn nhà Sơ Luyến thôi, Sơ Luyến đi hết quân rồi. Bảo vệ Sơ Luyến cũng chạy sạch rồi và cẩn thận phan này ăn phải EA nhá. Đường chạy dân khéo léo một chút, đối phương đang tràn vào vị trí nhà EA của chim sẻ đi nắng. Vẫn đang tham lai 43. Vẫn đang giữ tham được, cứ chạy đúng không? Mình kia họ đang còn khá nhiều quân đấy, rất bản đồ này anh ơi. Bị đối phương quay vào rồi này. Chạy được không đây. Một tuần 7 EA rồi. Mình 16 fit rồi. Cố
lên, nhưng mà cố tên này thì cũng mất sạch tên cooler rồi. Họ dí sát quá. Quay từ hai đầu và vẩy à. Đây là màn hình máy dành cho Xuân Thứ Rapper. Hôm nay là 35, cẩn thận nha anh ơi, nó hai nhà đấy nhá. Nó hai nhà đấy, đông đấy. Chạy đi. Vẫn đang đi quản nhà của màu 7 này. Và đợi chim sẻ nắng nở lại. Mặc dù tên này chim sẻ nắng mất quân nhưng vẫn đang giữ được lượng quân, số lượng dân khá là to. Và đang hồi góc 3 giờ rồi. Thứ đang thăm 32. Qua lại màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Đây là 34. Thứ và sẻ thăm lai cũng đang ngang ngang nhau thôi anh em nhá. Cũng là tầm 34 gì đó thôi, 34 35 gì đó. Tổng thăm hai nhà là 70. Đây là Xuân Thứ rồi anh em nha, 40 rồi. Gặp màu 7 đây, rỉa luôn. Màu 7 này cũng khá thính dân nha, chạy dân khá là nhanh. Thứ đang chủ động quản lại góc 12 giờ, quản lại vị trí nhà của game thủ Tiểu Lâm. Xem là Tiểu Lâm có chạy về nhà của mình hồi lại hay không. Đây là về ăn gỗ, về vẽ ruộng chẳng hạn. Chỗ này là BG của mình đúng không? Đây là G của mình, ra đóng G ăn quân đấy kê cũng được. Đó là Xuân Thứ này con số là 40 rồi. Đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ nắng, cũng đang là 40. Mà dân thì vẫn đang chạy. Bên kia đối phương vẫn đang đi quản map tương đối sát nha. Vẫn đang lùa rất là sát ở trong trận đấu này anh em ạ. Đây rồi, chỗ này dân màu 7 kìa quản luôn. Đó, túm dân tầm 5 con, 7 e vào làm 5 dân này là quá thơm rồi anh em ạ. Quay ruộng ở một góc 3 giờ giúp cho chim sẻ có thể sắp đều quân. Thậm chí là ra được cả dân tại nhà chính nữa, làm lại móng ruộng ở nhà chính. Thì đối phương đang quản ruộng nhà chính của chim sẻ đang cực kỳ rát nhé. Đây là màn hình máy dành cho Xuân Thứ thôi. 36. 9 giờ còn gì không nhỉ? Đối phương bắt quân này này. Giờ luyến đang chủ động kéo quân về để kê góc 9 giờ này. Lần này họ đang đông quân hơn mà có lẽ cần phải rút lui một chút đã. Gọi là giật đối phương ra phía ngoài. Sau đó thì móc máy vào ruộng chính. Có thể Sơ Luyến đang có vài dân ở nhà chính. Một vài dân thôi. Không, đối phương chỉ có 2 dân thôi, nở dân nữa thôi. Không có gì nhiều. Chả có gì đâu. Đây là chim sẻ nắng 43 trên 48. Đấy, xây lại mà vài cái BA mới. Rồi, phải e lại bắt đơn vị cung R lẻ của game thủ Tiểu Lâm thôi. Tiểu Lâm này thì cũng là một người giữ được rất nhiều cung R nhá, quân họ rất đông. Rồi, phải e lại để bắt nốt hai cung R lẻ đối phương đi. Túm vào đi. Đó, về bạn thì thủ thôi là thắng rồi đúng không? Rồi, nhiệm vụ là chỉ việc thủ nhà thôi là thắng rồi. Xuân Thứ đi bắn hết. Tham lai chúng ta đang đè xuống một chút nha. Đè xuống một chút đấy. Màu 7 đã bị Xuân Thứ quản một tơn rồi. Màu 6 thì quản hết dân rồi. Bảo vệ màu 6 đi ốp rồi đấy. Rồi, thằng này đứng quân khéo léo một chút. Sóc 5 chiếc nhà BA ở đây. Chặt gỗ 2 thì nó có rồi. Bắt đầu bò bế lại. Đối phương đang muốn ốp chim sẻ đi nắng. Liệu rằng chúng ta đỡ đây không? Đây đối phương chắc là ốp là hai nhà ốp luôn đấy. Màu 7 còn đông quân nhá. Màu 6 thì chưa thấy vào. Vị trí này thế dàn quân của chim sẻ nắng đang đẹp hơn. Tức là nếu mà có màu 6 nữa thì cũng hơi mệt đấy. Màu 6 cũng vào luôn là chạy. Tức là phải chạy thôi. Quá đông quân. Phần thứ tầm này cứ quản thôi anh em ạ. Tầm này chỉ cầm quân đi bắn thôi mà chim sẻ nắng thì cứ chạy thôi. Lại chạy. Đây là màn hình máy dành cho Xuân Thứ. Đã hồi thang lên 40. Bắn hết móng ruộng đối phương, bắn cả những đơn vị cung lờ lẻ của đội bạn nữa. Em cảm ơn anh Quang Kèo với 50 sao nhá. Đấy, đi lỗi quân đến mùa 7 này, bắn luôn này. Giờ này không lỗi lắm anh em ạ. Nhưng mà lượng quân chim sẻ nắng đang đông hơn. Quanh ruộng góc 3 giờ vẫn còn. Sóc được quân anh em ạ. Thế mới hay chứ. Quanh ruộng 3 giờ đối phương không tìm thấy anh em nhá. Cũng may là giữ quanh ruộng này từ nãy đến giờ đấy. Ha!
Rồi, có 7 e đến từ chim sẻ làm bắt ung. Thằng này có cả sơ luyến nữa, hai nhà. Và có dốc, chim sẻ đám này tự tin đứng lại thi đấu luôn. Tự tin đứng lại và chơi luôn. Thế này xuân thứ là 4-4, bắn được rất nhiều đồng dân của sơ luyến. Sơ luyến chỉ chạy dân thôi anh em ạ. Tạm là chúng ta càng đánh càng đè xuống. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho chúng ta ở trong trận đấu này thôi. À, tầm này thì thắng rồi em ạ, nhưng mà thôi từ từ thôi anh ơi. Bất quả quân này cũng căng đấy, nó còn nhiều quân đấy nhá. Bình tĩnh ra. Thắng thì nói chung là đánh kiểu mình cứ duy trì là thắng rồi anh em ạ. Tránh tình trạng thì còn đấu quân ảo bắt quân thôi là ngon rồi. Thạc nó đã đè xuống rất là mạnh, nhưng mà Xuân Thứ là người thì bắn được rồi đấy, chỉ chạy với thủ thôi anh em ạ, không cần đánh gì nhiều. À, đối phương cứ dí vào là chạy thôi. Tỷ số là 1-0 dành cho chim sẻ nắng và Xuân Thứ. À, đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ nắng trận đấu thứ hai trong cả đấu 2v2. Thấy quả thấy hiu. À, có vị trí đóng BS đẹp, nhân đôi luôn. Đây là bài kho tàu nhá. Đang chuyển sang với màn hình máy của Xuân Thứ nè. Thứ cũng kho tàu luôn anh em ạ. À, trận này thì Hiêu Phi khá là rất sát rồi anh em ạ. Ok, qua lại trận đấu này thôi anh em nhá. Thở một tí nó đỡ ho. Rồi cứ nói lại ho anh em ạ. Cay ghê. Bài được. Đây là con voi đầu tiên được chim sẻ nắng tiến hành đưa về với nhà chính này. Bài này lúc đầu đánh thịt kho tàu rồi. Nó đang là tươi, thiếu một ít đồ nữa thôi. À, có quả phụ này. Là hai bãi quả. Một bầy hươu 7 đúng không? Một đôi voi. Này là ok rồi anh em ạ. Kinh Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của Kinh Blue đều được gia công và sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, Kinh Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ đỉnh cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi còn bán giá trị, bán niềm tin và bán sự hài lòng. Kinh Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng nhất cho quý khách. Rồi, quay lại với trận đấu này thôi. 26 nông dân ở đây sẽ là bài 26 dân cộng 1 nhé. À, đây là BB rồi này. Bài này cũng bình thường thôi. A à, thì xây trên dốc này.
Cho là AC lên dốc này luôn. Để chống là bị ốp, hai nhà ốp. Bên kia thì thấy là Sơ Luyến đánh 25 dân. Rồi Xuân Thứ nào, đây là tức là bà đi dâng A đến từ Xuân Thứ anh em nhá. Trận trước win chứ anh ơi, thắng chứ. Trận trước họ có gì đâu, bắn hết sạch dân ở đâu nữa. Trận trước Thứ bắn được nhiều dân mà. Chẳng qua anh em nhìn bên này thấy Xuân Thứ không xuất hiện bên nhà chim sẻ nắng thôi. Nên còn Xuân Thứ đi bắn được nhiều dân đối phương lắm. À, Thứ này không like nha anh ơi. Con Thứ này không like nhá, chắc là tí nữa về mới like. Ở mai à? À, hẹn anh em sáng mai đấy, sáng mai là like nhá. Mấy giờ anh nhỉ? Báo luôn đấy. 8 9 giờ sáng nha mọi người. Tầm này cho kẹo 45C chắc gãy nhỉ. À, chia sẻ nắng này 26 dân cộng 1 ở trong trận đấu này rồi. Vâng, dâng mấy A đây. Phải dâng 4A đến Xuân Thứ anh em nhá. Rồi, turn đầu tiên 4 con. Nâng chặt cú 2 luôn này. Vâng, 4A chặt cú 2 luôn đến từ Xuân Thứ anh em nhá. Và sẽ một pha kết hợp quân với chim sẻ nhắn thì bắn nhà đầu cánh trước. Chắc là vị trí góc 2 giờ 3 giờ này thì kiểu gì cũng có một nhà thôi anh em ạ. Em xin chào anh Nguyễn Anh Tài nhá, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Sơ Luyến này bị đấm tím mắt à. À, chưa thấy ai đâu này. Nhà có thể đối phương góc 3 giờ cơ. Chỗ này có voi là khu nhà ở đây rồi đấy. Quả luôn này, khu nhà ở đây luôn. Đây rồi, màu 7 luôn à. Gặp màu 7 nhá, đây là Tiểu Lâm nhá. Xuân Thứ tên này có sốc và đang có một pha hạt điều. Tức là nhà của Sơ Luyến trận này nằm ở góc 6 giờ. Đây là màn hình máy dành cho chim sẻ. Đang di chuyển cung đợt đầu tiên của mình lên. Nhà xa thế nhở? Lâm góc 3 giờ cơ anh em ạ. Đấy, thấy nhà bè đối phương rồi, bây giờ hai nhà dí vào. Nói chung là kiểu gì thì Sơ Luyến cũng sẽ có một phương án, đó là đi quản Xuân Thứ hoặc là anh ta sẽ sang cứu Tiểu Lâm thôi. Mà thế xây nhà bè này hơi có cứu đấy. Nhưng mà chim sẻ là Xuân Thứ đang dí vào và nó có thế giàn quân ở trên dốc nha. Cái này là hơi có cứu, nghe tiếng tỏ tí tè. Nhưng mà bên phía chim sẻ nắng bị Sơ Luyến quấy vào hay không? Đây là một tình huống hạt điều và tên này Tiểu Lâm chắc là gãy rồi anh em ạ. Ở nhà Xuân Thứ bắt đầu bị Sơ Luyến công vào. Bắt đầu bị Sơ Luyến công vào nhưng đơn giản là chạy dân ra giúp bản đồ ăn hoang thôi. Về gần với nhà bia. Hốt luôn nhà bia của đối phương cho nó tách cung lờ vào phía trong. Đây là game thủ chim sẻ nắng tập lại 57 trên 56 quầy. Nở tham ghê thế nhở. Nở tham ghê thật rồi, vào ruộng thì ăn dân. Anh em sang TikTok xem đồ nên khét lẹt à. Xin chào chủ tịch Quỳnh nhá, hello anh nhá. Hay quá. Biết là donate được bao nhiêu tiền rồi nhỉ anh Quỳnh ơi. Em đang bình luận đây, chưa sang xem được. Biết ngày hôm nay anh Luxury đổ bao nhiêu rồi. Vẫn đang dí vào và Tiểu Lâm ấy rất là chết rồi. Hôm nay chết chặt luôn, không thể giống được. Hôm nay chim sẻ nó đang có số là 63 đến 68. Bây giờ chỉ đi tới này thôi, còn đứng hết ở nhà nhá. Thì khi mà Thứ chạy dân thì rất có thể Sơ Luyến nó sẽ sồ vào nhà chim sẻ đi nắng. Báo về Sơ Luyến vừa sang ký một tôn lại trăm củ rồi em ạ. À, hay quá nhỉ anh ơi, ấm thật đấy. Rồi hạt điều đi này, đối phương đáng có dốc nhưng không nhiều cung đờ lắm. Tham lai chim sẻ nào đang có số là 70, nở tham rất mắc bình nhá, đấu quân chân lực luôn. Tham lai đang 70 đóng bc luôn, đào đủ vàng nâng cấp đầu máu và đập nhà chính xong dần. Sơ Luyến đang dí đến nhà chim sẻ nắng một tôn. Có bạn có vào Sơ Luyến không nhỉ? Có cần vào Sơ Luyến hay không? Tham lai Tiểu Lâm chạy dân rồi,
thở dài sâu, Luyến lại đi lôi quần và anh ta lao thẳng lên con rốc và chim sẻ đang đứng sẵn quần trên rốc, ăn sạch quần đối phương luôn. Đó, cái BC kia bị đối phương bắn đổ mất đóng BC mới anh em ạ. Ok, đây là 72/80 này, đây là mặt BC Xuân Thứ thôi, 40 dành cho Thứ. Đây, và ốp nhà BA của Sơ Luyến luôn này. Lần này Tiểu Lâm thì chắc là còn ít cung R thôi anh em ạ. Và Sơ Luyến là người đang kéo tân quân ở phía trên về vị trí nhà BA của Xuân Thứ. Bây giờ để chia sẻ nào, Xuân Thứ là người dí thẳng mặt nhà BA của Sơ Luyến. Và thế bình tĩnh một chút, lùi lại một chút, chậm chậm một tí đã. Lại ra đủ vàng nâng cấp đầu máu rồi, có BC rồi. Và đây là tình huống vậy, E để bắt quân đến từ kiến thủ chim sẻ nào. Nổ rồi, thế bảo nổ là liên tục mà. Cứ thắng một trận lại nổ đúng không? Cứ một trận win là nổ. Nãy là 5 trận win là nổ 5 phát đúng không? Win một trận 2-2 là nổ thêm phát nữa, nổ 6 phát rồi. Trận này win là nổ phát thứ 7 luôn. Rồi, màu 7 thì cũng đang chạy dần đi ăn hoang thôi. Lần này chim sẻ nắng đang có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn Sơ Luyến nhá. Chim sẻ nắng chặt gỗ 2 sớm và có BC xong dần rất là sớm. Dí mặt nhà bè Sơ Luyến, mặt này sẽ ốp hơn này. Đó, bây giờ Xuân Thứ đang công thẳng mặt nhà BA. Và chim sẻ nắng này chủ động công vào cái mặt bên ngoài này. Đã có công nghệ đầu máu, nâng công nghệ đầu máu rồi. Xuân Thứ là 42. Bảo vệ từ từ một chút, lùi một chút. Màu 7 cũng đang đi quản. Bên này chim sẻ nắng chuẩn bị dí vào. Bắt đầu vào nha anh ơi. Bắt đầu vào, đấu đi nhá, đấu đi nhá. Rồi, vào dụng chính rồi đấy, tươi rồi. Tươi rồi anh em ạ. 95 luôn dành cho game thủ chim sẻ nắng. Màu 7 tầm này nó cũng giặt dẹo thôi, chả thấy có gì đâu. Chậm lại một chút, đốt trước nhà BA. Xuân Thứ có vào hay không? Xuân Thứ đang là 32. Đang bị màu 7 đi quản. Đi quản màu 7 một chút. Nói chung điều là với Sơ Luyến. Vào đi anh ơi. Không nha, 7 về cứu nha, 7 về cứu nha. Lùi 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 tí anh ơi. Từ 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 từ. Đấy, dàn quân đèo một tí, bắn xuống đi một chút cũng được. Đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ nắng. Đầu dí sâu ở phía trong pha hạt điều với game thủ Sơ Luyến. Màu 7 đang có giữ được khá nhiều quân. Vâng, hôm nay chưa chơi được đâu á. Chưa tươi đâu nhá. Đây quản đường 7 lại thôi. Hôm nay chắc là có ruộng lại rồi, đang nở lại rồi. Cơ cấu ra thêm ruộng đến từ chim sẻ đi nào. Tham lại một tơn nào, 53 dân dành cho Sơ Luyến. Chim sẻ nắng vẫn đang to nhất bản đồ. Bộ 7 thì cũng bé thôi anh em ạ. Nâng cấp bản đồ đồng minh. Đây là màn hình máy dành cho Xuân Thứ. Hôm nay là 20, vừa mất thai một tơn. Nãy giờ là bị màu 7 quản rát nhá, mất một vài tơn dân. Rồi qua lại với chim sẻ nắng để xem chim sẻ nắng cơ cấu phát triển này. Bản đồ đồng minh thì cũng vừa nâng cấp rồi, bản đồ sẽ lên xong ngay sau đây thôi. Rồi đây là 103/120. Bắt đầu dí vào mặt nhà chim sẻ nắng. Bắt đầu bị Sơ Luyến công vào một tơn khá là to anh em ạ. Chim sẻ nắng đang bắn BM và cũng sẽ dí vào luôn. Ở nhà cứ nở quân ra đi. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Ở nhà chạy dân một chút cũng được. Vào trong tiếp tục dí vào thôi. Hôm nay Sơ Luyến chắc là cũng sẽ bay. Ở nhà mình cũng mất tân dân rồi. Ở chỗ bay gỗ rồi nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Nó sẽ thủ được nhà thôi, bắt được quân đối phương và tơn đi công của chúng ta cũng sẽ khiến cho Sơ Luyến bay luôn. Thằng lại chim sẻ nắng có số 87, nhưng tơn này có thêm một 7 ốp nhà chim sẻ đi nắng nữa. Đang mất tay ở nhà một chút nha. Đang mất tay ở nhà một chút đã. Đang cung rờ đối phương ở phía trong, anh Thứ vào trong dụ chính đi. Đang dụ chính nhá, thằng lại vào dụ chính là 19 thôi. Mình đang ngồi ở trong để ăn dân đối phương. Còn đây là chim sẻ. Có được quả này hay không đây? Nhưng mà 7 và 6 sẽ 7 và 2 đang dí vào rất rát. Thì là vác cả dân ra trài luôn. Đấy, cái chỗ này rộng này anh ơi. Qua lại một tí nha, qua lại một tí nha. Đỡ thoải mái anh ơi. Bài này đỡ nha, thoải mái nha, những lượng quân này là đỡ thoải mái rồi. Lực khỏe lắm. Bay ruộng nhưng vẫn đang rủ sóc tầm 3 tơn nữa. Bây giờ này về cơ cấu lại dân ruộng chính, ăn lại dân gỗ thôi. Sóc thoải mái, tham la tụt về 66 nhưng mà Sơ Luyến còn gì nữa hay không? Mà Xuân Thứ là người đang ngồi ở trong ăn dân. Bảo vệ Xuân Thứ, Sơ Luyến đang còn nhiều đấy.
không bé đâu nhá. Em cảm ơn anh Sebeno với 500 sao nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Sáu rồi, lại dí lại với phương một tơn nữa nhá. Tầm này 7 chắc là cũng hết quân rồi đấy. Xuân Thứ thì vẫn đang đi quản màu 7 thôi. Đấy, chết bảo đồ con, thấy vài con cung rồi. Xuân Thứ đang bắn màu 7, quản sát màu 7 một chút. 7 giờ chắc bé thôi anh em ạ. Tơn này chia sẻ nó cũng được sờ luyến nữa. Sờ luyến này cũng ghê phết đấy nhở. Quản đông đấy, không đơn giản đâu nhá. Luyến chắc này cũng đông đấy. À, rồi timeline nở lại con số là 70 rồi anh em ạ. Nãy giờ tơn nối phương vào nhà để chia sẻ nó cũng mất khá nhiều nông dân. Mà đã cơ cấu lại được dân ruộng chính rồi và dân ruộng phụ rồi. Như bãi gỗ rồi, bo lại nhà của mình. Và tiếp tục dồn lên nhà sơ luyến. Nên tầm này Thứ đã hồi tam 30 chưa? Đây là Xuân Thứ này. Vâng, 32. Đấy, màu 2 đang to hơn so với chim sẻ nắng. Rất tầng 2 trận này nó khỏe nhờ. Mà trận này khỏe thật đấy. Này căng quá anh em ạ. Ngươi tưởng là sau khi ốp chết màu 7 dí sang màu 2 là win luôn rồi cơ anh em nhá. Nhưng mà như vậy là chưa ổn. Tình huống ta đi ốp nhà của sơ luyến thì cũng bị đối phương vào. Hai bên có tình huống gọi là đổi nhà với nhau. Bây giờ 7 vẫn đang còn cơ sở đó, vẫn đang sâu được quân nhá. Anh em thử cắm con cooler chỗ 3, chỗ 2 giờ nữa. Đen đen kìa. Không có gì không nào. Đấy, quản ở đây xem. Xuân Thứ bắn 3 giờ không lấy gì mà nó ra quân thế này thì hoặc ở giữa hai nhà mình đấy, Thứ cắm ở giữa hai nhà xem nào. Rồi bây giờ thì Sơ Luyến là người đang dí lên nhà chim sẻ nắng một tơn. Nhưng mà nói chung là tầm này thì trận là vẫn đang cân cân nhau thôi anh em nhá. Thì trận là cân cân nhau thôi, thằng này cũng ngang ngang thôi, nên bảo ốp chết chim sẻ nắng tơn này là hơi khó. Nếu mà Sơ Luyến ốp chết chim sẻ nắng hơi khó và chim sẻ nắng ốp chết Sơ Luyến thì cũng hơi khó. Nông dân bãi gỗ đang bị công vào. Móc đi anh ơi, nó đi quân nhiều nhá. Rồi phá hết nhà BE màu 7 thì không cho màu 7 để sóc quân nữa. Muốn sóc quân thì phải bằng đóng lại BE mới. Bộ luyến công tử này hôm nay khỏe ghê, trận này khỏe ghê anh em ạ. Siêu đông quân luôn. Cái này Thứ là 27 này. Ê, chạy nhá. Chạy đi. Rồi chạy dần vậy. Bắt quân chạy dần vậy. Chim sẻ nắng 107. Rồi thế này là lại đưa thế 1 vs 2 đấy. Càng đấy. Nó đang cao 9 giờ rồi. Như 2 giờ 3 giờ không thấy hồi gì cả này. Để kiểm tra lại 9 giờ xem giữa ai nhà xem như nào. Không thấy có nhỉ. Rồi, đóng thêm E bên trong rồi. Muốn đang đưa quân lên để thủ tân này. Liệu rằng có thủ được hay không đây. Khi mà cái thế giàn quân của Sơ Luyến là tương đối đẹp. Đang bổ sung lên liên tục. Thì sẻ nắng đang muốn từ góc 3 giờ xuống nhà Sơ Luyến một tơn. Thì cả tân đi quân của mình nữa. Nhìn cả tân đi công của chúng ta nữa, không thì mất sạch quân. Đồng đấy anh em ạ, càng ghê. Này đông thế nhở. Quay rồi anh em ạ. Mà nó khỏe thật đấy anh em ạ. Luyến công tử này. À, tỷ số là 1-1 anh em nhá. Đang đến với trận đấu thứ 3 rồi. Ủa, nó hồi ngay đây này. Không quản được nhà này anh em ạ. Vậy không quản được. Thua trận này anh em ạ.
Rồi, đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ nắng. Với bài đấu cầm xeang nhá. Nào xem là những cái bước dò chim sẻ nắng trong trận đấu này sẽ như thế nào. Nó được hiêu voi gần nhà đánh thịt kho tàu hay không? Nhà màu 7 hơi xa nhưng mà dồn quân lên kiểu hơi mất thời gian một chút. Để màu 7 nó hồi được một cái vị trí chí mạng quá, mình không quản được cái chỗ đấy. Nó cứ sóc quân rồi thôi. Nó tưởng nó hồi 3 giờ, nhưng nó quản 3 giờ không biết gì. Nó vẫn có tham. Có bãi quả đầu tiên được tiến hành khai thác rồi và xe giò cũng có luôn dành cho game thủ chim sẻ. Đây là màn hình máy dành cho Xuân Thứ nhá. Chim sẻ nắng vừa có thêm voi và Xuân Thứ cũng đã có BG ăn quả đầu tiên. Bãi quả này thấy hơi muộn một chút anh em ạ, hơi xa một tí. Hiệu đầu tiên cũng đã có rồi. Xem là chiến thuật chúng ta đưa ra như thế nào. Hay là vẫn sẽ đi dâng A đây. Nói chung là phải muốn dâng bài đẹp đẹp tí cơ anh em ạ. Lực phải khỏe tí. Dâng lên nó sẽ là ok hơn. Rồi, đưa dân tiến hành đi vòng vòng đi dò xem này. Bài mới có hiệu đầu tiên thôi. Quả đầu tiên thì hơi xấu một chút dành cho Xuân Thứ rồi. Có nên đổi chiến thuật một tí hay không? Rồi, voi ở phía ngoài cũng có luôn rồi nhá. Nhưng mà cần phải kiểm tra lại chỗ này xem là có mấy voi. À, qua lại với màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ ánh nắng thôi. Lúc mình chuyển máy thì thấy chim sẻ nắng đã có thêm một voi nữa rồi. Nên là có thêm voi nữa, tức là một đôi voi. À, bảy hiệu đầu này thì cũng sẽ đá về với cánh rừng thôi. Đây là một chiếc BS nhân đôi dành cho game thủ chim sẻ. Thêm bảy hiệu phụ ở phía ngoài và chưa thấy có quả phụ. Xe giò để có từ sớm. Sẽ chủ động đẩy lên để xem đầu cánh là nhà ai. Đó vì vẫn dâng thôi. Mặc định đi dâng nữa. Thiên tài dâng A. Thiên tài. Rồi đá cái bầy hiêu này về với nhà chính, à về BS này. Đây là bầy hiêu cũng có 7 con. Ơ, bên ngoài còn hiêu nữa này. Ngay hiêu này còn hiêu nữa luôn nhá. Bài 3 bầy hiêu. Quả đầu tiên và một đôi voi dành cho chim sẻ. Đây là cái bé thứ hai. Nhà thấy nhà vẫn hơi rộng một chút nhưng mà đánh tại nhà được. À, King Blue chất lượng luôn là số 1. King Blue là thương hiệu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cát, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc và máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách có nhu cầu làm đại lý phân phối vui lòng liên hệ tới hotline 0707 616 626. Và hiện tại thì công ty đang có chương trình khuyến mãi quà tặng hấp dẫn. Anh em có thể tham khảo tại website kingblue.vn. Đường link website em để ở phần comment nhé. Ok, quay lại với trận đấu này. Đây là cái bet thứ 3 dành cho chim sẻ nắng. S này nhân đôi luôn. Khai thác được gỗ và khai thác được bầy hiêu nữa. Đây là một bầy hiêu có 6 con nữa. Đến từ game thủ chim sẻ. Trận này ăn 2 hiêu, 1 quả và 1 đôi voi. Đồ ăn như vậy thôi. Đó, chuyển sang với Xuân Thứ em nhá. Đây là bà đi dâng A với 25 nông dân của xem. Giờ đánh ít chiến thuật nhỉ, xem không hưng phấn như trước à. Thực ra thì anh em biết, ngày trước là chiến thuật vẫn chưa nhiều, có chiến thuật bây giờ tầm này nó bão hòa rồi anh em ạ. Gần như là không có cái bài mới gì nữa rồi, chiến thuật nó vẫn như vậy thôi.
Đây tầm 3, 4, 5, 5 năm thì 6, 7, 5, 10 năm trước ấy, thì chiến thuật nó chưa kiểu rõ ràng hoàn toàn anh em. Nhưng tầm này chiến thuật nó rõ ràng hết cả rồi. Đấy, nói chung là 2-2 thì nó chỉ có chiến thuật là hai nhà đánh tại nhà hoặc là một nhà đi dâng, một nhà tại nhà, hoặc hai nhà đi dâng cả thôi, thế thôi. Có là hơn nhau hay ở cái cơ cấu thôi anh em nhá. Để đánh hay, cơ cấu hay thì lực nó khỏe, xem nó mãn nhãn hơn thôi. Rồi, nâng cấp bánh xe. Ấy, nhân trượt nhá, đào vàng nhá, rồi. Nâng bánh xe xuân thứ đây, chiếc nhà bè thứ tư. 5-2 nhỉ anh nhỉ? Thêm một gian gỗ nữa. Có dân hiêu kìa, có dân hiêu lẻ lẻ. Đấy, toàn gỗ đấy. Rồi bạn là 26 dân cộng 1 hết trong trận đấu này, đến ngang với chim sẻ nhìn nắng. Và xuân thứ là 25 dân cộng 1. Đang câu thêm voi về nữa. Đấy, voi thì câu về quay đầu mất rồi anh em ạ. Đi xa thế. 5A sóc đều rồi. Lần thứ hai cố vẫn đều, nói chung là cố gắng sóc đều với 5 chiếc nhà BA thôi. Rồi, bắn thẳng 6 giờ luôn nào. 3 giờ là sơ luyến thì phải. Nhờ 3 giờ là sơ luyến, dưới 6 giờ là tiểu lâm. Báo về thì bạn đều đánh 26 dân cộng 1 cả. Nên đời thì cũng ngang với chim sẻ nắng, gặp hàng e đối phương. À, tân đầu đã có, đánh kiểu bo nhà nhá, đóng A kiểu bo nhà nhá. Thằng nào đánh kiểu bo nhà đấy anh ơi. Đấy, tân thứ 2 cũng 5A đều đến từ xuân thứ, và tân thứ 3 chắc là cũng vậy thôi. Màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ, nhà cũng hơi xa đấy. Nhà màu 7 này, 6 giờ cơ. Và hơi mất thời gian để di chuyển một chút. Chim sẻ nắng đang đánh với 5 chiếc nhà BA ở trong trận đấu này. Thứ đang đứng bắn hàng e đối phương rồi, đợi chim sẻ nắng di chuyển lên. Này, chúng ta chưa cần vào đấu vội. Bình tĩnh đã. Khi nào chim sẻ vào đấu thì mình tách tầm 3 con. Sơ luyến đi quân luôn nhá. Đây là dâng đi quân đấy nhỉ? Chắc đi quân đúng không? 31 dân sơ luyến. Rồi, đứng đây bắn vào nhà của người cầm màu 7 thôi. Còn ở nhà thì bắt buộc phải đứng thủ rồi. Họ dí vào tân giáp này thì bắt buộc đứng quân tại nhà thủ sóc 5A. Xuân thứ cứ dồn quân vào đây. Cứ dồn vào thiêu thôi. Vào đi anh ấy, vào đi. Rồi, đối phương là người đang chủ động vác dân ra đập. Màu 7 này sóc 4A thôi. Xuân thứ 5A và chim sẻ nắng 5A. Nhưng mà nhà chim sẻ nắng đang là bị đối phương quấy nên là chưa dồn quân lên được. Rồi tiếp theo này của thứ còn 3 con. Ăn được rồi. Nhưng mà nói chung là kiểu gì nó sẽ nở một tân mới. Tân tiếp theo chắc là con 4A điều hay là lại 3 con đây. Không biết chim sẻ còn quân bên trong hay không. Tôi đang có thêm quân tiếp viện đẩy lên. Chim sẻ nắng đang đấu quân với sơ luyến. Có một tình huống vậy không cho sơ luyến lẹo rộng. Và tân lượng quân của chim sẻ nắng đang đông hơn và có thế đứng rộng. Xin chào anh công tử họ Nguyễn nha. Hello anh. Quay lại quản đằng kia được anh, nó dâng A đấy. 7 nó dâng A hay sao ấy. Xem bao nhiêu dân rồi nhá. Nếu mà... 4-4 ấy. Thằng 4 này vẫn đang ăn hoang rồi này, dâng A rồi. Rồi, vào ăn dân thì 7 E vào cũng được. Ăn hết sạch tân dân này của đối phương mà đang áp lực màu 7 thôi. Màu 7 thì vẫn đang, nói chung là yếu một chút. Chim sẻ nắng đang 51/60. À, cơ cấu lại quanh ruộng tại BG. Chỉnh lại dân ruộng các thứ thôi. Đang tăng ngay các thứ đấy nhá. Thằng 4 này vẫn còn tham đấy. Đông quân đấy. Ngoài đấy. Rồi vẫn đang đi quản màu 4 này rất là rát nhá. Lại là bãi gỗ nữa. Màu 4 này cũng khỏe khỏe nhá. Quản tiếp xung quanh nhà đây này. Đây này chia sẻ đang đang phản đấu quân. Nhà thằng này 53 thôi. Màu 7 đang bận cơ cấu vậy mà chưa dí lên. Cháu chuẩn bị dí đấy. Sơ luyến đây là 7 đến rồi anh em ạ. Tăng ghê nhở.
Đồng quần thế. Ờ chạy rồi. Bảy nó còn nhà. Xin chào anh Nguyễn Vi Đức Anh nhá. Hello anh. Số 7 lại nở lại rồi. Nó không chết rồi, nở lại ngay. Thằng 4 này nó cũng khỏe nhá. Không phải đi dâng, nó CA thấp thôi nhưng mà bài nó siêu khỏe. Là bài 5 A chặt gỗ 2 đấy. Thằng Lai chia sẻ nữa, con số 49. Chúng tôi có vào nhà 7 không? Đang đứng bắn bên ngoài thôi, chưa còn ở trong. Rồi, tiếp tục dí lên này. Rồi, khai thác hàng E đối phương mà chạy sô phía trong nhá. Di chuyển sô phía trong nhá, quân đứng thủ nhá. Rất là đông, nhưng 7 chặt gỗ 2 họ có rồi thì phải. Gỗ 2 rồi, mình cũng là gỗ 1 thôi. 7 là người kéo quân về. Cứ phải lùi thôi, đối phương 7 E. Chia sẻ nắng đang cơ cấu lại ruộng. Thằng này 51/64. Xin chào anh Trọng Nghĩa nha, hello anh. Sơn thứ 50 này cũng to ấy chứ. Ơ thằng 4 này cũng quản nhiều này. Không biết rằng thằng 4 tham to không nhỉ? Tôi thấy định ok đấy. Nhưng như thằng 7 nó có tham nhá. 4 nó bé thôi anh em, 4 thì quản nhiều dân lắm rồi. Xem chụp bãi gỗ bên trên thì còn gì nữa không này. Đây chụp bãi gỗ này. Dân đối phương đang kéo đi đâu đó. Đây là màn hình đang chim sẻ nắng. Đang đấu quân đội 7. Này 7 dí nó chim sẻ nắng đâu quân hơn rồi chim sẻ nắng có tình huống 7 à. 7 đang có tân quân không? Nó đi quân nhanh ơi. Vào đi. Rồi đây là màn hình máy dành cho Xuân Thứ đang 50 này. Chim sẻ nắng đang 55 thôi. Đã có BC. Sóc lại tân dân mà đưa quân ở trong để bắt. Rồi chạy ra ngoài 7 E vào. Rồi túm cổ tân quân này của đối phương. 7 E vào luôn. Hy sinh 1-2 dân cũng được nhưng không kịp rồi. Không kịp vậy các bạn. Chơi không sao. Đối phương đang tràn vào vị trí nhà BA úp ao chim sẻ nắng mà họ đang đi quân rất là rát, rất tay đấy. Xuân Thứ sẽ dí vào nhà đội bạn thôi. Úp thẳng A luôn nhá, đừng nhá đẩy quân lên nữa nhá anh ơi. 51 dành cho Xuân Thứ. Đi quân nó hơi xa một chút, quân từ 3 giờ đẩy xuống. Chim sẻ nắng đang 56 đang lùa theo. Có dấu hiệu đang muốn kéo quân về, chim sẻ sẽ không cho đối phương kéo quân về đâu. Thì tấp tay quân thế này ở nhà sẽ bị trống anh em ạ. Doanh trại là bị trống, không có quân. Xuân Thứ sẽ là người dí vào, điều đi. Đồng nhá, quân nhà thủ đồng phết đấy. Không đơn giản. 53 dành cho Dapper. Tầm này cơ cấu được cơ sở rồi. Sóc 5 nhà BA đều. Đó, tầm này ngon này vẫn ăn được nhá. Điều kéo thì ăn được đấy. Nó bổ sung quân lên ăn được. Được thoải mái luôn, 5A sóc đều dí vào này, 7 chết luôn đây này. Đây là màn hình máy dây chim sẻ nắng thôi, đỡ thành công. Có dí không nhỉ? Không, đạo dân phải chạy đã. Tập trung vẫn thủ nhà, chưa dí ngay được em ạ. Đối phương vẫn còn quân ở đây. Đây là màn hình máy dây cho game thủ Xuân Thứ. 47/56. Úp được nhà VA đối phương rồi, không cho đối phương đẩy quân tiếp viện này nữa rồi. Bên này chim sẻ nắng 47. Cầu 7 này nở khỏe ghê nhỉ. Nở lại rất là nhanh. Cầu 7 to đấy. Thằng 4 bé tí thôi, 4 bị quản nhiều lắm rồi. Chắc đang hồi giặt rẹo đâu đó, có thể ở nhà chính chẳng hạn. Có lên không? Không có quân ở nhà đâu. Ở đây 4 đang hồi lại tí này. Có một tân mà 4 12 giờ nhá anh sẻ nhá. Tân to đấy, cung R, tân R, cung R. Đây nó đang quản Xuân Thứ đây. Nó tân nó to nhá, 10 con đấy. Vẫn đang dí ở mặt nhà BA của game thủ màu 7 thôi. 7 kéo quân về. Và tân này chia sẻ nó cũng sẽ dí lên. Chúng ta phải có thông tin tân quân 12 giờ của Sơ Luyến nhá. Đó, chim sẻ nắng đã đến rồi. Đó, BC đập nhà chính nở ra. Vẫn đang đấu, đối phương đang tập trung bắt quân của Xuân Thứ. Đứng ở đây là kiểu gì bị vẩy E rồi. Rồi, đền giữ thôi. Chạy ngang chạy dọc câu kéo để cho chim sẻ nắng bắn hàng E đối phương và dí vào. Đây là màn hình máy dành cho chim sẻ nắng ở nhà bị công vào. Bởi cung L của game thủ cầm màu 7. Xin màu 4 thì đúng hơn, đây là Sơ Luyến. Là để vào trong được nhà màu 7 rồi.
quan trọng ở nhà mình sẽ không thủ được, hơi khó thủ một chút. Lượng quân đẩy vào rất đông. Đây anh sang BA là chết đấy anh ơi. Sang BA là chết đấy nhá. Sang BA thứ đang đông lắm này. Đấy 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 đấy, 7E3 7E3 ở bên trong mà. Rồi vào đi, rồi, em nghĩ thôi, vào. Dí vào anh ơi, dí đi. Mình thấy dàn quân nó hơi xấu kìa mà. Vác dần ra đến từ vị trí của Tiểu Lâm rồi. Lùi lại một tí và đợi cung R mới nở ra và dí. Cầu 7 vẫn đang rất to. Trong góc 6 giờ chắc là ruộng nương đều về rồi. Vốn bắt đầu có quân đi quản lại. Đứng sau rừng và tỉa hơn bị nông dân. Đây là chia sẻ nắng 40. Cơ cấu hồi lại một tí đã anh em ạ, chậm chậm lại một tí đã. Tầm này 7 là game thủ to nhất bản đồ anh em ạ. Đã gặp cái hai thằng luôn. Tầm này 7 nó to, nó đi quân rồi anh em ạ. Nhà chia sẻ nó thế cũng xấu, 7 nhà thế nó đẹp quá. Nó xây nhà kiểu co chống chém ấy, hơi khó ốp tí. Rồi, 4 lại có ruộng nương các thứ này, tỉa của tân dân nữa. Đang quản rồi, vừa ăn tân dân rồi, 5-6 con rồi. Vẫn đang dí để quản sơ luyến thôi anh em ạ. Ăn thêm tân dân nữa của đối phương, nhưng mà tham lai mình tụt về con số chỉ là 23 thôi. Đến từ Xuân Thứ, đây là chim sẻ nắng 63/92. Đang nở lại, nằm bấy dân đến 59 dân đến từ mùa 7 nhá. Mùa 7 nở thả cũng khỏe ghê. Đồng 7 e nữa, hay thật. Nâng cấp đầu máu đã. Một chút nữa sẽ là bản đồ đồng minh. Cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Đang phải sắp lại dân thôi. Củ vàng kích 4 đến từ màu 7. 1100 vàng. Thì có vàng tân cuối thôi anh em ạ. Bắt buộc phải ốp thôi. Không ốp được thì quit. Rồi bây giờ mình tăng được chiếc nhà BA thứ 6 rồi thì phải. Kia giờ này họ đứng thủ nhà trần lực thôi. Một 4 nó sẽ 55 cầm vài cung R đứng gần nhà chim sẻ anh nắng. Đi hết quân nó sẽ dí vào. Vậy đồng thế. Đồng. Một ai anh em nhé. Xin phép khán giả 2 phút nhé. All of my
OK, chúng ta quay lại với trận đấu này rồi anh em nhá. Thì chào anh Lê Thịnh nhá, em đây anh ơi. Bãi quả đầu tiên dành cho chim sẻ, bầy hươu đã về này. Hết đầu ở phía dưới này. Hết đầu có vẻ thiết kế khá là sớm. Nhưng đây là bài kho tàu à. Rồi, quay lại màn hình máy dành cho Xuân Thứ thôi. Đây là 18/24. À, cũng là một chiếc S luôn, là S nhân đôi. Trận này là Thứ đánh ở nhà hay là tiếp tục đi dâng đây. Nhưng là có một tình huống cầu voi bị chết dân rồi. Bị trừ một dân rồi anh em nhé. Vừa quay sang cái chết một dân luôn. Trừ một luôn. Bên này nghe tiếng sư tử nhưng mà không thấy hựa anh em ạ. Chắc là sống. Chắc là một con, hai con thì khả năng cao là hựa. Đây rồi, ra ăn thêm bầy hươu nữa và trận này Xuân Thứ lựa chọn vài đấu đi dâng tiếp anh em nhé. Nãy giờ toàn mấy trận dâng mà nhà đối phương xa thôi anh em ạ. Dâng nhà ông Tiểu Lâm một trận góc 3 giờ nhà cũng xa. Trận đối phương 6 giờ nhà chia sẻ nó cũng 10 giờ đẩy xuống cũng xa anh em ạ. Mahu này nó rộng hơn. Này chắc là lại dâng tiếp thôi nhỉ. 3 giờ là lựa chọn và Xuân Thứ nhắm vào. Hy vọng nhà đối phương ngay gần đây, nhà đối phương tầm 4 giờ thì đẹp. Nó gần hơn một chút. Bài này là 25 dân trừ 1 nhá. Rồi chắc là 26 trừ 1 đến Xuân Thứ rồi. Đồ ăn này chúng ta đang đề huề thoải mái, cố gắng ép được 5A ở trong trận đấu này. Có bãi đá ở đây, không biết phải nhà đối phương gần đây hay không. Có bậy hiêu ở đây này, vẫn chưa thấy gì. Thôi, đóng rồi, BM và BA thôi. Cộng thêm một dân nữa cũng được. Giọng Hải hôm nay đỡ chói tai rồi đấy á. Đâu em phải Hải đâu anh ơi, em là Kiên Mario nha anh ơi. Không phải là Hải Mario đâu. Hải Mario hôm nay anh ấy nghỉ rồi, đi về quê rồi anh. King Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao. Các sản phẩm của King Blue đều được gia công và sản xuất tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế nên chất lượng không hề kém cạnh các thương hiệu lớn trên thế giới. Với tiêu chí chất lượng luôn là số 1, King Blue luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi để cho ra những sản phẩm có chất lượng, độ bền, độ ổn định cao và an toàn cho người sử dụng. Với khẩu hiệu chúng tôi không chỉ đơn giản là bán hàng, chúng tôi bán giá trị, bán niềm tin, bán sự hài lòng. King Blue cam kết mang đến sự chuyên nghiệp, yên tâm và hài lòng nhất cho quý khách. Tiến hành tăng A thôi. 26 dân trừ 1. CLQ tức là Tiểu Lâm trận này 11%. Cũng 25 dân cộng 1. Thì không biết có phải là bài đi dâng hay không. Rồi, nâng cấp bánh xe. F5A không nhỉ? 5A tiếp đúng không? Khả năng cao ở một nhà gần đây rồi, hy vọng nhà ngay đây đi. Để dễ.
Đấy, chỉ ăn đi dâng A thôi anh em nhá. Ăn và dâng thôi. Không cần đánh nhà. Cứ dâng thôi em ạ. Kiên Mario là chuẩn rồi anh ơi. Ôi trời ơi, mẫu 7 nhá. Tiểu Lâm nhá, đi chốt E rồi. Căng ghê, thính ghê nhở. Ghê đấy anh em ạ. Hai bên đều có bánh xe và vác dân ra để có thể phang nhau ở trong tình huống này. À, tân cung là đầu tiên là 5 con nhưng một con bị khóa ở trong nên nằm xuống rồi anh em ạ. Đợt thứ hai vẫn một con ở ra bên trong thì đối phương đang chốt E rất là khó chịu nhá. Thôi mình quay sang rỉa dân đối phương thôi, ăn dân vậy. Nên là không nên dí vào sâu quá, nếu mà sâu quá là sẽ bị đừng bắn cái E đi anh em, bắn cái E vào trong bên ngoài đi. Cái E con cung nó nở ra đấy. Bắn cái E đi. Cái nó với ra mình để tí được, nó với ra mình quay lại rỉa. Chim sẻ nàng đang đẩy quân lên, đối phương đang bò rất là khó chịu anh em ạ. Nó tập trung bò này mà chim sẻ nàng bắt đầu dí vào rồi. Đây là vị trí xây nhà VR đến từ game thủ cầm bầu 7 Tiểu Lâm nhá. Nhưng mà chúng ta phải công chết là nhanh nhá, sơ luyến đi quân rồi nhá. Sơ luyến bắt đầu quản xuân thứ rồi. Sơ luyến đã đi quân bắt đầu quản rồi. Nó đi một tơn đầu thôi. À, nó vào giữa nhà nhá anh ơi, vào giữa nhà nhá. À, đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ đi nắng thôi. Đấy, tơn sơ luyến vào rồi. Nó đi một tơn đầu tiên thôi, 5 con thôi. 4 con thôi. Bài 4A nhưng đây là bài có sốc dân đến từ sơ luyến. Chim sẻ nắng đang có sốc dân. Rồi, nâng cấp công nghệ chặt gỗ 2 đến từ game thủ chim sẻ nắng được quay lại ốp nhà BA của game thủ Tiểu Lâm thôi. Rồi sẽ tách đâu đó vài cung lờ phía trong để tìm dân ruộng đối phương mà ăn. Dân ruộng và dân gỗ. Khai thác ở dân ruộng và dân gỗ. Đấy, trong này vẫn còn ruộng này. Xuân thứ là 27. Sang cứu nhá. Mẫu 2 bắt đầu sang cứu. Đây là màn hình máy dành cho chim sẻ đi nắng thôi. 65/72. Rồi làm vài dân của đối phương rồi. Tờ này chắc là phải lùi đấy, vì đối phương là hai nhà. Hai nhà đang ở đây. Đang 75, đang mid E rồi, cần phải tiến hành tăng thêm E lên. Đấy, đào vàng nâng cấp đầu máu rồi, có BC nâng cấp đầu máu này, lập thêm nhà chính để phát triển. Nhưng sẻ đang có tình huống đi quân. Có lẽ vẫn đào một tí vàng nữa để có cái bản đồ đồng minh nữa. Vẫn phải đào vàng để có cái bản đồ đồng minh để đi quân cho nó dễ. Bên này thì 30 dành cho Rapper thôi. Đang có tình huống đi quân cùng với chim sẻ nắng để ốp sơ luyến hay sao đây. Đang qua lại màn hình máy dành cho chim sẻ nắng. Đây là tình huống tràn lên góc 12 giờ gặp quân. Sơ luyến đang có tình huống vẩy E để bắt cung L của chim sẻ. Anh thử gặp kìa. Thế này tăng A liên tục luôn dành cho chim sẻ ánh nắng và đóng nhà chính bên trong. Sóc dân ra để phát triển thôi. Sắp đủ vàng để nâng cấp cho mình công nghệ bản đồ đồng minh rồi. Đây sẽ là cái mặt của chúng ta tính thành công của nhà của sơ luyến. 7 chiếc nhà BA dành cho chim sẻ ánh nắng còn nguyên bãi quả phía ngoài. Rồi, dí vào đi. Luyến đang đông quân đấy. Đồng phết đấy nhở, sơ luyến đông đấy. Chưa công ở đâu nhá, cao này chưa công ở đâu. Nó khả năng cao đào vàng nhảy 4 lên. Thế nhà chim sẻ nó chắc là một thế nhà mắc. Thế nhà rất là khung. Mẫu 7 bắt đầu công vào. Đấy, lùi lùi một tí nhá, lùi tí nhá.
Đấy, lập Sóc Dân đóng thêm nhà chính ra. Họ đào thêm tí ít vàng nữa không? À, lên 4 chẳng hạn, hay là vẫn sẽ ép quân đời 3 trước. Vì thế trận này vẫn đang còn khá là căng. Sóc Dân ghê thật, đủ vàng luôn á. Vãi cả trưởng. Đánh khỏe thế nhở? Thì bảo về đối phương nghĩa đào đủ vàng rồi. Cảm giác đánh bất lực thật đấy. Rồi vậy ép ăn giết đầu 7 thôi, mình bắt đầu đào vàng dần thôi. Và quân vẫn đông anh em nhá. Không hiểu kiểu gì. Chắc là 4A chặt có 2 sớm đóng BC luôn rồi. Rồi đập nhà chính là đào vàng, nâng cấp luôn đào vàng đến từ chim sẻ. Là cũng sẽ nhảy 4 thôi. Chúng ta cần phải đưa về chất đời 4. Có thông tin đi quân đến từ game thủ sơ Luyến rồi. Như vậy Luyến vừa kích 4 vừa đi ốp. Căng. Đấy dân màu 7 quản luôn này. Đúng rồi, có cố gắng quay lại ăn tí dân màu 7 đã anh em ạ. Tiếp tục vẩy e lại. Đối phương chưa đến nhà thì chưa sợ. Tiếp tục vẩy e đến từ chim sẻ đi nắng. Rất gian. Và vẩy e mang thương hiệu của chim sẻ đi nắng luôn. Màu 7 hết sạch dân trong tình huống này. Tiếp tục vẩy. Vẫn chưa đến quân màu 6 sẽ màu 2 đến. 10 dân làm xuống đến từ game thủ Tiểu Lâm. 10 dân nằm xuống anh em ạ. À, đối phương đến nhà chúng ta rồi. Công thẳng mặt BM luôn. Công thẳng BC, công thẳng BM luôn. Ghê thật đấy anh em ạ. Luyến ấy khỏe nhờ. Sóc Dân nhất ghê. À, cũng đào. Nói chung là mình sẽ kích 4 nhưng mà sẽ kích sau. Thường sẽ có chặn gỗ 3 và hot. Mà xe này thì không lửa không bắn chặn rồi. Rồi à, kích thôi. BK có chưa? Nhà chưa có nhà rồi, đang xây nhà lại. Thiếu cái BC xây lại đã. Đóng mặt, đóng nhà cứng mặt này luôn. Vì đối phương sẽ chuyển đạp đôi nữa anh em ạ. Hot kẹp đạp đôi. Kích 4 dành cho chim sẻ nắng ở phút thứ 29. Đây là màn hình máy dành cho rapper. Vẫn đang 29. Mùng 2 đứng quân ở nhà nhá. Vẫn chưa đi quân. Họ đang đợi đạp đôi rồi. Khả năng cao đang đợi đạp đôi đến từ sơ Luyến. Có đạp đôi thì họ sẽ dí nhà chim sẻ. Sơ Luyến út vẩy e rát nhở. Vẩy e rát thật đấy. Rồi, đây là màn hình máy dành cho chim sẻ đi nắng thôi. Sơ Luyến đang rất to. Rồi, nâng cấp giáp 4 dần đi. Cái này thì phải đánh hot rồi anh em ạ. Chúng ta chưa thể chuyển đạp được ngay anh em nhá. Màu 7 đang còn tương đối đông quân. Đôi luôn đến từ sơ Luyến. Giáp 4 cùng L đứng dốc. Đối phương có hot đạp đứng tay. Hai nhà đều dí vào. Chim sẻ nắng vừa lên 4 xong. Nâng cấp chặt gỗ 3 bò nhà cứng. Đó thì sóc hot thôi. Nó sạch tuần cung L ở phía ngoài. Đang la tụt về con số là 99. Bây giờ thì vít hot thôi anh em nha. Đấy, đứng hết quân ở trong mặt này. Chắc là bò nhà cứng ở đây thì chúng ta sẽ có được cái thời gian câu kéo được một chút để tụ hot anh em ạ. Nhưng mà phải nâng cấp giáp 6 nữa. Rồi, như vậy là nâng cấp cả đạp đôi luôn à. Nâng cấp công dành cho đơn vị sọc đơn. Xây được L rồi, như vậy là chim sẻ nó cũng lên đạp anh em nhá. Làm lại là 112. Nhưng cái đối phương là hot kẹp đạp và chúng ta cũng vậy. Hot kẹp với đạp đôi. À, được cái thế nhà trận này cũng rất mắc bình. Nâng cấp giáp 6 dành cho những con hot của xe. Đó, vậy là thứ đang móc được chân ở phía ngoài của sơ Luyến rồi. Đấy, sơ Luyến đang khai thác gỗ. Đợi một chút nữa sẽ có giáp 4. Chim sẻ nắng đang vẩy e vào.
Điều này thì khá đông hot và cung R thì không có nhiều đạp và không có nhiều cung R. Nhưng mà không có hot luôn nhá, toàn cung R mới đạp đôi thôi. Rồi, có thêm tận hot tiếp viện đến từ Sơ Luyến. Thứ đang móc dần ở phía ngoài của đối phương. Sọc tơn đang đứng tay áp sát. Và tơn này thì chắc là sẽ đỡ được nhà thôi. Đến từ chim sẻ. Mặc dù đỡ được nhà nhưng thằng này chúng ta vẫn đang bị đè. Bầu 7 là người hồi được. Không phải. Chắc là nó hồi lên Sơ Luyến rồi. Đó, nâng cấp công 7 đến từ chim sẻ đi nắng. Đạp đôi chán liên tục. Nhưng chúng ta cũng đã có đạp đứng kê. Đập thêm nhà chính ra phía ngoài để sóc dần ăn gỗ. Bo nhà cứng bên trong vậy. Tiếp tục bo nhà cứng đến từ chim sẻ đi nắng. Tiếp tục là một cái nhà cứng nữa. Đối phương đang dí vào hết cả gỗ để vẩy nhà cứng. Đối phương chỉ còn lại vài con đạp đôi thôi. Bắt được nhá. Hình thảm này bị đè xuống rất mạnh rồi. Và quả tỷ số là 1-3. Ê, khỏe khỏe ghê nhở. Mà Sơ Luyến trận này khỏe thật đấy anh em ạ. Đóng BC sớm như nào? Chắc là 4A BC sớm thôi vì không ai công, lúc đầu không công. Thì Sơ Luyến phát triển được. Start the game already. Ok, đây là trận đấu chung kết sớm dành cho chim sẻ nắng và Xuân Thứ anh em nhá. Bây giờ đấu cầm mà con xem. Đây là 8/12. Không thì anh đi mua cái cũ ấy. Có nhiều bán cái cũ mà. Còn bài này thì chim sẻ đang đã có quả phụ rồi nhá. Hiêu cũng có rồi nhưng mà hơi xa một chút thì phải. Hò quá anh em ơi. Quá lại màn hình máy dành cho Xuân Thứ thôi. Xem đồ ăn của Xuân Thứ trận đấu này như thế nào. Bậy hiểu chim sẻ nắng thì hơi xa một chút rồi, cho nó đóng S khai thác. Nó tìm voi các thứ để câu về. Để rapper nãy giờ đi dâng là cảm giác nó chưa được xuân sẻ lắm đúng không? Đấy, nó trận đầu tiên không nhàn đâu. Đầu tiên còn tí gãy. Bây giờ đổi chiến thuật tí đấy anh em ạ. Chim sẻ dâng A Xuân Thứ chắc nhà đấy. Đó, bây giờ sát một nhà luôn này. Nơi này có vực các thứ lại vướng rồi. Nơi này có bãi quả. Nhưng mà phải sang hoa quả CA bên này luôn được. Sang quả CA luôn đấy. Còn sao nữa. Chiến thuật của em đưa ra thì chỉ có bắc binh thôi anh ơi. Rồi đây là bãi cái BG đến từ game thủ Xuân Thứ này. Rồi phải đi vòng rồi. Chiến thuật đi sang ăn đây. Rồi vẫn sang được anh em nhá. Tưởng đi vòng góc 3 giờ vòng giá thì thôi đau đầu. Đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ. Bài này thì tính là không đồ ăn lùa về nhá. Nhưng mà có S đầu nhân đôi và hai quả phụ. Ăn bát cháo đi ba quãng đồng à.
Rồi, cách đời này, 7-4-14 trận này. Với 26 nông dân đến từ chim sẻ. Có thêm chiếc S nữa. Bên này Xuân Thứ. Đây là màn hình máy dành Xuân Thứ này. Bên này Xuân Thứ cũng là 26 dân. Cũng 7-4-4. Cũng có một chiếc bé S nữa để nhân đôi. Ăn hiêu và ăn gỗ. À, King Blue chất lượng luôn là số 1. King Blue thương hiệu Việt Nam, chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến sản phẩm chất lượng cao nhưng với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách có nhu cầu làm đại lý phân phối vui lòng liên hệ hotline 0707 616 626. Hiện tại công ty đang có chương trình khuyến mãi quà tặng hấp dẫn, anh em có thể tham khảo tại website kingblue.vn. Rồi xem Xuân Thứ thôi anh em nhá. À xây đây luôn rồi. Bây giờ tầm này vác dân chốt e ở đây đau đầu này. Nhìn thấy nó thì chịu đấy. Chưa gặp nhau thôi anh em nhá. Chưa gặp nhau đâu đấy. Bây giờ nó chốt e ở đây thì chịu luôn đấy. Đúng rồi. Rồi ăn thêm bãi quả nữa đến từ rapper này. 26 cộng 1 đây. Chặt gỗ các thứ nâng cấp và ăn thêm gỗ phía trong. Bên này thì game thủ chim sẻ này anh đang là hai, cũng là 26 dân cộng 1 thôi. Bây giờ tập trung ra ruộng các thứ ở trong. Lực trận này cũng khỏe. Nên đời thì cũng ngang ngang nhau thôi nhá. Không sớm hẳn đâu. Ngang ngang nhau thôi anh em ạ. Rồi tiến hành tăng A đi. Thứ này cố gắng sẽ A cao với 5 cái BA. Ăn hoang thì bài này có bãi quả rồi, thoải mái đồ ăn hoang rồi. Trước nhà BA thứ 5 này. Làm cái giáp không? Làm cái giáp được. Nâng giáp luôn rồi. Gạt thế nhở? Được đấy anh em ạ. Đấy, được đấy. Bài 5A. 5A nâng giáp anh em nhá. Được, để xem là trận này Xuân Thứ có làm nên trò trống gì không nè. Đấy, trận trước thì cảm giác dâng lúc đầu ok, về sau hơi phế. Về sau không giữ được tham. Rồi, xem Xuân Thứ thôi anh em nhá. 5A sốc đều, có giáp. À, đi xem còn đồ ăn hoang nữa không nào. Bù nốt đi, quả kiếm đấy. Chốt quá luôn. Tưởng bên kia ra chốt eo nhà mình cũng là chịu luôn. Rồi bên kia cũng 5A nhá, rồi hay. Quá được tuần này thì kiểu gì cũng ba con nở ra bên trong rồi. Hay đấy anh em ạ, nhưng mà tuần đầu tiên đối phương có rồi. Mình chưa có tuần đầu. Sớm thế nhở. Gặp ngay ông sơ luyến anh em ạ, đây rồi. Nào, bây giờ chứ nào. Bắn luôn ba con bên trong. Ăn luôn ba con bên trong trước, hai con bên ngoài thì mình điều một tí cũng được. Đang có một chút lợi thế dành cho game thủ Xuân Thứ. Mất hai dân nhưng ăn được hai cung R đội bạn. Sơ luyến có cho mình tơn cung thứ hai. Có Xuân Thứ chuẩn bị có tơn cung thứ hai. Hạt điều nào, Thứ đang còn nguyên 5 con. Thứ có tơn cung R thứ hai rồi. Đối phương đang đứng bắn cái E, chúng ta vác dân ra cố gắng sửa đi kìa. Đừng cho đối phương, ơi vẩy E vào, đúng rồi. Vẩy E tiếp vào. Không cho đối phương mở quân ra phía ngoài. Tiếp tục vác dân lên sửa chỗ này. Và dí vào mặt nhà BA của đối phương. Bên kia Sơ Luyến bắt đầu vác dân ra. Nhưng chúng ta là người có giáp dành cái cung R nha. Thứ đang còn gần như là 10 con cung R, còn 9 con cung R trong tình huống này. Vẫn đang điều rất hay đến từ game thủ Xuân Thứ. Thứ có cho mình tân cung R thứ 3 hay chưa? Tân 3 đâu rồi nhỉ? Tân 3 có rồi. Vẫn 5 nhà BA sóc đều đến Xuân Thứ. Đấy đoán nó phải thế này chứ. Mãn nhãn nhưng bị quản bởi game thủ Tiểu Lông. Đấy quả bên ngoài bị quản rồi. Không, Sơ Luyến này nó yếu thôi. Không tụ nhiều quân đâu nhưng mà nó cũng còn dân đấy. Tập trung đứng ốp A đối phương cũng được. Ở nhà bắt đầu bị quản bởi Tiểu Lâm rồi. Chạy dân một tuần ra hướng nhà chim sẻ anh nắng. Thì có thể hồi. Có lẽ là 9 giờ sẽ là một địa điểm hồi của Xuân Thứ. Em nghĩ chạy thẳng 9 giờ thì nó đỡ quản. Ăn gần đây nó quản rát lắm. Ở đây có bãi quả này. Đóng một chiếc BG ăn bãi quả. Dân thì cứ chạy thôi. Tập trung vào ốp mặt nhà BA. Sơ Luyến là người vác dân ra nhưng đây là cung L có giáp. Giờ này có giáp 2 nhá. Báo về chim sẻ nắng đang ăn ở trong rồi. Đấy rồi, nhưng mà chim sẻ nắng đang ngồi được ở trong nhà của Sơ Luyến rồi. Bắt đầu bật dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và Xuân Thứ. Đấy, ngồi trong ăn dân, Sơ Luyến yếu lắm. Tiếp tục vẩy e vào, hay quá nhở.
rất nhiều dân nằm xuống, dân ruộng nằm xuống và dân bãi quả, dân bãi gỗ cũng nằm xuống rồi. Lâm mình đang sa cứu liên tục nhá. Chim sẻ nắng đã có cho mình chiếc nhà BA thứ 5. Gỗ 2 thì cũng ok rồi. Đóng BC để phát triển chưa nhỉ? Làm tí BC hay không? Cái này thì 25 dành cho Dapper thôi, nhưng bài đi dân rất hiệu quả đến từ game thủ Xuân Thứ. Tầm nãy chỉ quả sơ luyến thôi. M7 sang cứu trận lực nhá, giữ giữ quân anh ơi. Quẩy đấu đâu. Bao giờ chim sẻ nắng dí nhà kia thì anh lại vào quản tiếp. Tầm này nó phải dí lên nó kiểu kéo về thôi. Anh ở giữa hai nhà có cung R nhá, một tân to ở giữa hai nhà nhá. M7 một tân to tầm 15 con. 12 con thì đúng hơn. Khoảng khoảng ấy thôi. Đây là màn hình đáy dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. 73/88. Nó đi nhiều quân đấy, ở giữa nhà mình cũng tân quân đấy. Tầm 3 tơn. Mà đang sẽ đẩy quân sang cứu màu 6. Có một tơn nhà màu 6 nữa. Bây giờ ốp thì màu 7 sẽ kéo quân về, Xuân Thứ sẽ quản màu 6 tiếp. 7 này cũng to đấy nhá. 7 này cũng to đấy. Đã 7 nó kéo quân về rồi nhá anh ơi. Kéo quân về nhá. Đông lắm. Đây, dân màu 6 đang làm ăn đây đây. Nhưng bây giờ chim sẻ đang anh phải dí lên nàng ấy cơ. 7 cơ thì nó sắp cứu, nó đi quản nhà được. Màu 6 đang còn giữ được khá nhiều quân. Đông quân nhỉ? Anh thật đấy. Cốp A ăn bao nhiêu đấy rồi? Bao nhiêu quân đấy rồi mà đông thì mà. Làm thật đấy. Chim sẻ đang ăn với mấy dân, Xuân Thứ cốp A ăn bao nhiêu quân rồi. Bây giờ quân vẫn đông. Lực đầu chắc 7 bơm rồi anh nhỉ. Có bơm đồ thì bơm đồ nào không? Không có tí bơm đồ nào. Đó, 97 dành cho chim sẻ đi nắng. Bò lại nhà, đã có BC sóc dân phát triển rồi. Timeline nở cũng rất mắc binh. Rồi, đi cùng để ốp cô bảy một tơn thôi. Cô bảy đang đập nhà chính các thứ đào vàng phát triển các kiểu rồi. Đào vàng nhảy 4 thì đúng hơn chứ. Bên này chia sẻ nắng anh cũng đã có đầu máu dành cho đơn vị cùng L. Bản đồ đồng minh thì nâng cấp chưa, nhưng này bắt buộc phải dí 17 thôi. 7 nó lên đào vàng này kiểu là không nhiều quân đâu nhá. Đó, bây giờ xong rồi đấy anh em ạ. Bắt đầu bật đấy. Đó, bây giờ Xuân Thứ ở ngay phía sau rồi. Thứ là 21 thôi. Rồi, lùi tí đi anh em. Chạy ngay để dọc trài đi. Để cho chim sẻ nắng đấu. Đây là 107/140 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Rồi, nhưng mà ở nhà 16 kìa, dí vào kìa. Đấy, cái điều lo lắng là mình đến rồi đây anh em ạ. Cày ghê. 6 nó nở lại rồi anh em ạ. Rồi, này cũng được là gãy đấy. Ở nhà mình bắn vào rồi. Chạy dân thôi. Nhưng báo về là sẽ úp được 17 tuần này. Đập thêm nhà chính ra quanh ruộng mới á. Chính mình bay rồi. Rồi, dí sâu vào phía trong nè. Lùa dân đối phương thôi. Sạch dân nhà chính, càng ghê. Ăn 3 con voi đúng hơn. Cái này đóng nhà chính ăn 3 con voi. Đang đứng ốp A nhưng mà tầm này ở nhà mất tay quá. Bảy chúng ta còn nguyên dân ở bên trong. Vẫn sóc được quân. Chim sẻ nè. Ủa 7 đang có quân ở đây này nhỉ. Đâu quá, mạnh quá. Đánh như Tiểu Lâm đánh như Tiểu Vũ đúng không? Khỏe quá anh em ạ. Thôi khoai rồi. Như vậy là hòa anh em nhá. 5-1 với 1-4 anh em ạ. Cái đó chúng ta dừng lại đây. Cảm giác này sơ lý với Tiểu Lâm khỏe thật. Trận nào cũng sóc dân đào vàng các thứ nhảy 4. Và ông sơ luyến này bị chim sẻ nắng vào trong ăn mười mấy dân. Xuân Thứ thì ốp A xong là chốt e các thứ ăn bao nhiêu quân. Nhưng về sau là vẫn đâu quân được. Tài thật. Nó ăn được bãi dân bãi quả các thứ. Ừ, xong. Nào thật. Ờ, cả đống ta dừng lại đây nhá. Bye bye anh em và hẹn gặp em trong buổi live stream tiếp theo rồi. Chúc anh em ngủ ngon nhá. Và chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình. Kênh Blue chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay đồng hành cùng Highlight chim sẻ nhàng.